Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 2626, gọi ta sư huynh. Một, vì trở thành đệ tử của Thánh Tử Điện, tất cả mọi người dùng hết toàn lực biểu hiện, giống như hắn, khảo hạch ba ngày, không dám chớp mắt một lần, tất cả thủ đoạn mà bản thân có thể thi triển, đều phát huy ra, không dám khinh thường chút nào. Vị này ngược lại tốt, miễn cưỡng đi vào lớp tinh anh là được, còn tên thứ mấy, căn bản không quan tâm. Thậm chí, bị nhiều người nghi ngờ, cũng không có mở miệng phản bác. Yên tĩnh như nước, không tranh quyền thế, đây mới thật sự là cao thủ, thiên tài chân chính, người khiêm tốn chân chính. Đúng vậy, quả thực rất biết điều, nếu không phải Phùng Tử giật khiêu chiến, ta cũng không biết trong Tân Sinh khóa này lại có nhân vật lợi hại như thế. Phí sư cũng cảm khái một câu, đang muốn tiếp tục khen ngợi, chỉ thấy một học viên vội vã đi tới trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, lông mày đột nhiên dương lên vội vàng xoay người. Hàn phù trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Vẻ mặt cung kính, trương hủ vội vàng xoay người, chỉ thấy một lão giả dâu tóc trắng tinh, tiên phong đạo cốt đi tới trước mặt. Hàn phù trưởng lão, trong đầu vội vàng suy tư, nhớ lại lúc trước ở trương gia nhìn thấy tin tức về thánh tử điện, rất nhanh vẻ mặt nghiêm túc. Thánh tử điện, đại trưởng lão của khải linh sư công hội, tu vi đạt đến thánh vực bát trọng đỉnh phong. Âm thầm gật đầu, cũng ôm quyền khom người. Trương gia trương hủ, gặp qua hàn trưởng lão. Không cần khách khí. Tùy ý khoát tay áo, hàn trưởng lão nhìn về phía lôi đài, có chút nóng nảy. Trương sư, lúc nào chiến đấu xong. Không biết hàn trưởng lão tìm trương sư vì chuyện gì. Gấp gáp mà nói, ta có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn dừng lại. Phí sư nhịn không được nhìn qua. Audio điện tử võ tấn bền. Đối phương là cao thủ khải linh sư mạnh nhất của thánh tử điện, coi như trương sư trở thành thánh tử, cũng không cần hắn tự mình chạy tới tìm kiếm A. Ta tìm hắn, nghe được hỏi thăm, vẻ mặt hàn trưởng lão đỏ hồng, tràn đầy xấu hổ. Là muốn hỏi một chút, tượng đá chấn thủ một mực chạy bộ kia, đến cùng lúc nào mới có thể dừng lại. Bởi vì chạy càng lúc càng nhanh, đã đụng hủy bốn công hội ở lân cận, lại không dừng lại mà nói, ta sợ. Khải Linh sư công hội sẽ bị công hộ khác đuổi giết, dù không giết, cũng không đủ tiền bồi thường A. À. Người khác khải linh tượng đá chấn thủ, đi bảy bước, cũng đã đánh vỡ 3.000 năm ghi chép, vị này ngược lại tốt, không chỉ làm nóng người, còn chạy không dừng được. Đã lâu như vậy, còn một mực chạy như điên, hắn đi qua ngăn cản, cũng bị đạp thổ huyết ba trở về, vẫn không có biện pháp. Nói thật, ngoan ngoãn chạy cũng không có gì, dựa theo đặc thù của tượng đá, sớm đã dừng lại, nhưng cái đồ chơi này thực sự quá lớn, càng chạy càng nhanh, thỉnh thoảng nhảy cóc, chống đẩy, lộn nhào, nâng cao chân, tăng tốc, lộn ngược ra sau. Ngược lại cũng thôi, nhưng phạm vi chạy càng lúc càng lớn, công hội ở bốn phía bị phá hủy va sụp. Lại không dừng, thật muốn chọc giận công hội khác, sợ sẽ trực tiếp hủy tượng đá, đến lúc đó. Thật sự sẽ rất phiền toái. Tượng đá chấn thủ, không dừng được. Làm sập mấy công hội. Phí sư cùng trương hủ đồng thời lay động một chút. Còn nữa, khi ta tới, Nhìn thấy thiên cơ sư công hội cũng đổ sụp biến thành phế tích, nghe nói liên quan đến hắn, thuận tiện muốn tới đây nhìn một chút, đối phương không có gây phiền phức chứ?" Hàn trưởng lão nói tiếp. "Thiên cơ sư công hội biến thành phế tích." Phí sư cùng Trương Hủ nhìn nhau, khóe miệng co giật. "Không phải rất biết điều ư? Sao mấy sự tình này đều không giống người khiêm tốn có khả năng làm ra?" Nhịn không được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài. Ngay sau đó, nhìn thấy phùng tử giật đang kề sát trên phong ấn thủy tinh, mặt uốn éo thành bánh quai trèo, sau lưng kiếm khí ngang dọc, không ngừng vọt tới, ánh mắt mập mờ, cả người biểu lộ không muốn sống nữa, tựa như lúc nào cũng sẽ điên mất. Thật mạnh, thấy phùng tử giật, sớm chuẩn bị bốn cái phòng ngự, giờ phút này tất cả đều vỡ vụn, toàn thân là lỗ kiếm, cả người giống như ăn mày, hai người lần nữa nuốt ngụm nước bọt. Phá vỡ nhiều công kích như vậy, kiếm khí vẫn uy lực không giảm, coi như phí sư cũng làm không được. Ta hỏi thăm một chút, lúc nào có thể kết thúc. Thấy kiếm khí cuồn cuộn, không có ý tứ đình chỉ, phí sư hít sâu một hơi, đang muốn la lên, liền nghe đến phùng tử giật tràn đầy tức giận nói. Người gạt người, gạt người, vừa rồi rõ ràng chỉ dùng một phần người lực lược, lại gạt ta nói một phần sáu. Vị dương sư thân truyền này, cũng sắp muốn điên rồi. Trước đó đối phương nói một phần ba lực lượng, hắn liền cảm thấy giả, về sau còn nói một phần sáu, cảm thấy càng giả. Lúc này mới đề nghị tới đây, để hắn dùng hết toàn lực biểu hiện ra thực lực, muốn thăm dò một chút, có phải như đối phương nói hay không? Kết quả, người này quả thật nói láo, căn bản không phải là một phần sáu, mà chỉ dùng một phần mười. Một phần mười, thì nói một phần mười, làm gì nói một phần sáu, để cho phòng ngự của ta không đủ, hiện tại sắp bị đánh chết. Người có biết, có đôi khi khiêm tốn, thực sẽ hại chết người hay không. Âm âm, âm âm, chân khí trong cơ thể toàn bộ tiêu hao không dư thừa, lúc này Trương Huyền mới ngừng tay, miệng lớn thở hổn hển vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù số lượng chân khí trong cơ thể tăng gấp 5 lần, thực lực cũng từ suốt khiếu cảnh sơ kỳ tăng thêm tới đỉnh phong, nhưng nhất kiếm phá hải vẫn không cách nào triệt để khống chế, một khi thi triển, nhất định phải chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ mới có thể dừng tay. Trước kia chân khí ít, đánh một hồi liền dừng lại, hiện tại kiếm khí ngang dọc, trọn vẹn duy trì hơn 10 phút, mới hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thở ra một hơi, thu hồi trường kiếm đầy trời, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phùng tử giật xếp thành một hình dáng quỷ dị, kề sát ở trên phong ấn, quần áo toàn thân đã vỡ không sai biệt lắm, mặc dù không có chết, nhưng bị trọng thương, thê thảm không nói ra được. Thật không có lừa ngươi, vừa rồi thi triển kiếm pháp, lại có cả mộ mới, uy lực hơi tăng trưởng một chút. Đi tới trước mặt, kéo đối phương từ trên phong ấn xuống, Trương Huyền mang theo xấu hổ giải thích. Thật đúng là không phải cố ý lừa gạt đối phương, mà từ trước đến giờ không có dùng hết toàn lực thi triển qua chiêu này, chân khí dồi rào, có đầy đủ thời gian thí nghiệm, bởi vậy lúc thi triển, có càng nhiều lĩnh ngộ, lực công kích mới càng ngày càng mạnh. Thiên đạo công pháp, dù không có sai lầm, nhưng thể lực cùng tinh thần của hắn có hạn, phát huy càng nhiều, phối hợp càng tốt, uy lực tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh mẽ còn có thể tăng thêm. chương 2627, gọi ta sư huynh. 2. Phùng tử giật lần nữa thổ huyết. Đã có uy lực như vậy, còn tăng trưởng, để cho người ta sống như thế nào? Thực lực của ngươi, quả thực rất lợi hại, nhưng danh sư, mạnh nhất không phải chiến đấu, mà là giảng bài. Có dám so với ta một phen không? Qua thật lâu, lúc này phùng tử giật mới khôi phục lại, hung tợn nhìn qua. Lúc này, Trương Huyền cũng giao phó xong hàn trưởng lão, làm sao khống chế tượng đá, thấy hắn vẫn muốn tỉ thí, không buông tha, nhịn không được mở miệng. Thôi được rồi, ta sợ ngươi nhận đả kích càng lớn. Mặc dù không biết vì sao đối phương quyết tỉ thí với hắn, nhưng tỉ thí giảng bài. Thật sợ đối phương không chịu nổi, sẽ trực tiếp biên mất. Không có gì có thể đả kích, lão sư từng nói cho ta biết, chỉ thu một học sinh, hiện tại ngươi lại xuất hiện, ta muốn xem, đến cùng là dạng tư chất gì mới có thể để cho hắn phá lệ phùng tử giật nói phá lệ tư chất ánh mắt trương huyền sáng lên nghe khẩu khí của đối phương dường như cũng không biết bản thân là giả còn tưởng rằng là dương sư thu học sinh khác lúc này mới mang theo hương vị ghen ghét đến đây khiêu chiến kết quả không nghĩ tới bại thê thảm như thế một chút cao nhân lợi hại đều tùy duyên thu đồ cụ thể có bao nhiêu đệ tử ngoại trừ chính hắn người ngoài không hiểu rõ tình hình, thậm chí đồ đệ trong lúc đó cũng sẽ không biết. Nhìn qua không ít sách vở, biết một chút thói quen của danh sư. Tựa như hắn, nếu như bây giờ thu đồ, đám người triệu nhã, vương dính, viên đào khẳng định đều không biết, có tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội tồn tại. Ta cũng là vận khí tốt, mới được lão sư yêu ái. Thấy đối phương không hiểu rõ tình hình, cũng không phải là vạch trần bản thân giả tạo, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt mong đợi nhìn qua. Ta rất lâu không gặp lão sư, không biết lão nhân gia ông ta hiện tại ở nơi nào. Có thể dẫn ta gặp hắn hay không? Lão sư, cùng ta ở hai năm trước liền tách ra, cụ thể đi nơi nào, thì không hiểu rõ tình hình, dù sao Ngọc Phù đưa tin cũng liên lạc không được. Phùng tử giật lắc đầu. Quá tốt rồi. Trương huyền hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vốn đang lo lắng, người này sẽ để lộ bí mật tố cáo, đã liên lạc không được, thì quá tốt, chỉ ít hiện nay tránh thoát một kiếp. Chỉ cần về sau trở thành thánh tử điện điện chủ, coi như đối phương đi đến tìm, vạch trần giả mạo, có loại thân phận này, đoán chừng cũng không có người còn dám đến tìm phiền phức. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, thời gian cực kỳ quan trọng, có thể rút ngắn một chút, liền là một chút. Quá tốt rồi." Phùng Tử giật nhíu mày. Nghe không liên lạc lão sư được, không phải rất mất mát ư? Người hưng phấn như vậy làm cái gì? ta, à, ta nói chính là, quá làm cho người ta thất lạc. Biết vừa rồi có chút thất lễ, Trương Huyền vội vàng mở miệng. Người thất lạc là như thế này. Tức sạm mặt lại, lông mày phùng tử giật nhảy loạn, cũng nhịn không được nữa. Thế nào, có dám so giảng bài với ta hay không? Tử giật sư đệ, người không phải đối thủ của ta, thôi được rồi, đều là học sinh của Dương Sư, ta sẽ không đả kích ngươi. Trương Huyền khoát tay áo. Sư đệ, phùng tử giật suýt chút nữa nổ tung. Ta 7 tuổi đi theo lão sư, nhập môn sớm, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, ngươi là sư đệ mới đúng. Đừng khách khí, đạt giả vi sư, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, đương nhiên là sư huynh rồi. Chờ ngươi lúc nào có thể vượt qua ta, lại xưng hô sư đệ cũng không muộn. Khoát tay áo, tâm tình của Trương Huyền rất thư thái. Vị trước mắt này đã không biết, về sau liền có thể lấy hắn làm lá chắn, chứng thực thân phận đệ tử của Dương Sư. Ngươi, nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, Phùng Tử giật muốn nói cái gì lại nói không ra miệng. Tu vi của đối phương thấp hơn hắn, nhưng sức chiến đấu quả thực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, thật muốn thi triển chiêu kiếm pháp kia, căn bản không ngăn cản nổi. Đồng dạng là thân truyền, trước khi lão sư không có xác định thân phận, quả thực đều là thực lực mạnh nắm giữ quyền nói chuyện, bản thân không cách nào vượt qua đối phương, muốn làm sư huynh, quả thực không có sức thuyết phục tỉ thí xong giảng bài lại nói, ngươi thắng, ta tự nhiên nhận ngươi làm sư huynh. Hất ống tay áo, phùng tử giật nói. Giảng bài, thấy hắn chưa từ bỏ ý định, trương huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một thanh niên cổ quái vội vã đi tới. Phí sư, liêu trưởng lão ở thông đạo khôi lỗi, chờ ở bên ngoài, nhất định đòi muốn bái trương huyền làm thầy. Liêu trưởng lão, muốn bái sư, phùng tử giật ngây người, tất cả mọi người xôn xao. Chương 2628 Âm xương Hỏa Độc 1. Mặc dù Liêu trưởng lão chỉ là chấp sự trưởng lão tầng dưới chót nhất, nhưng cũng có tu vi Thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, loại cường giả này chạy tới bái một gia hỏa xuất khiếu cảnh làm thầy. Không có lầm chứ. Một đám học sinh lớp tinh anh, tất cả đều quái lạ nhìn qua. Phùng Tử giật càng cảm thấy trên mặt nhức nhối, muốn thổ huyết. Mới vừa đòi muốn cùng đối phương tỷ thí giảng bài, người ta liền đến một trưởng lão tu vi còn cao hơn hắn cái này còn so thế nào? Đánh mặt đánh quá nhanh a à. Trương hủ càng mặt mũi phát điên, để trưởng lão cũng muốn bái sư, khiêm tốn cái giám a hát. Liêu trưởng lão ở thông đạo khôi lỗi. Trương huyền cũng xứng sờ, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Hơn 20 ngày trước, thời điểm sông thông đạo khôi lỗi, không có khống chế lực lược, phế bỏ cả đường hầm, cực kỳ băn khoăn, liền thuận tay chỉ điểm một chút, nói cho vị liêu trưởng lão này, để hắn gần đây tốt nhất đừng tu luyện hàn âm quyết lúc đó đối phương cũng không có coi ra gì, hiện tại chạy tới muốn bái sư, chỉ sợ là phát giác cái gì. Để hắn vào đi, biết chuyện gì xảy ra, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, vị học viên này nhìn phí sư một cái, thấy hắn đồng ý, liền lui ra ngoài. Thời gian không dài, liền thấy hai người bộ dáng học viên dơ lên cáng cứu thương đi tới, phía trên nằm một người, thoạt nhìn uể oải, bất cứ lúc nào cũng sẽ hôn mê. Bên cạnh cáng cứu thương, là lão giả dâu bạc trắng, mày nhíu lại chung một chỗ, khuôn mặt nặng nề. Là thánh y bạch vũ. Nhìn rõ ràng dung mạo vị lão giả này, phùng tử giật ở một bên nhíu mày. Bạch vũ. Trương huyền nhìn qua. Mặc dù tới thánh tử điện thời gian hơn 20 ngày, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở bên ngoài, không có tìm người hỏi thăm qua, rất nhiều trưởng lão, cường giả, đều không nhận ra. Là người phụ trách y sư công hội ở thánh tử điện, một tay y thuật diệu thủ hồi xuân, đạt đến tình trạng làm người ta không thể tưởng tượng, người xương rượu thủ thánh y. Phùng Tử giật gật đầu. Thánh y Bạch Phú ở thánh tử điện, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, cũng không lộ ra trước mắt người đời, nhưng danh vọng tuyệt đối là gần phía trước. Không biết bao nhiêu cường giả, nhận qua ân huệ của hắn, từng chiếm được chỗ tốt. Bởi vậy, danh khí cực lớn. Trương Huyền lên tiếng. Một vị thánh y đi theo, lại nằm ở trên cáng cứu thương, chẳng lẽ vị lưu trưởng lão này, không nghe ta khuyên can, tiếp tục tu luyện hàn âm quyết. Trương huyền nhíu mày, trước đó chuyên môn nhắc nhở qua đối phương, tuyệt đối không nên tu luyện, bây giờ lại bộ dáng này, sẽ không phải không có nghe khuyến cáo chứ. Ngươi là Trương huyền, rất mau tới đến trước mặt, bạch phú y sư nhìn qua. Hắn là Trương sư, mong Trương sư cứu ta. Lưu trưởng lão trên cáng cứu thương, khuôn mặt màu bạc, tựa như bên ngoài thân hiện lên một tầng xương lạnh, thân thể không ngừng run rẩy, còn không có đợi Trương Huyền trả lời, liền dẫy ruộng muốn ngồi dậy. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt ngưng lại, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Mặc dù hắn nhìn ra thân thể đối phương có tai họa ngầm, khuyên bảo đừng tu luyện hàn âm quyết, nhưng coi như tu luyện, chỉ cần xử lý thỏa đáng, cũng sẽ không có vấn đề lớn, sao đột nhiên biến thành bộ dáng này. Trước yên tĩnh, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Ngón tay điểm một cái, tiếp tục cố định lưu trưởng lão ở trên cáng cứu thương bạch phú y sư nhìn qua là ngươi quãng thời gian trước bảo hắn đừng tu luyện hàn âm quyết đúng vậy trương huyền nhẹ gật đầu hồ đồ bàn tay lớn vẫy một cái bạch phú y sư nhíu mày lạnh lùng nhìn lại người biết thân thể của hắn đến cùng như thế nào liền bảo hắn đừng tu luyện tuổi còn trẻ tùy tiện mở miệng có biết kết quả nghiêm trọng không có ý tứ gì không nghĩ tới đối phương trực tiếp quát tháo, Trương Huyền nhíu mày. Vì đền bù hủy đi thông đạo khôi lỗi, hắn chuyên môn dùng thư viện kiểm tra, bởi vì đối phương bị ám thương, cùng hàn âm quyết có chút xung đột lẫn nhau, tiếp tục tu luyện mà nói, sẽ mang đến cho thân thể gánh nặng cực lớn, lúc này mới khuyên bảo một câu. Thế nào nghe khẩu khí của đối phương, vị lưu trưởng lão này hiện tại như thế, là bản thân không cho tu luyện công pháp đưa đến. Coi như hắn không cho, làm trưởng lão thánh vực thất trọng, cũng không phải nghe lời như thế, thật sự không có tu luyện chút nào đi. có ý tứ gì? chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt bạch vũ y sư tái mét. năm đó liêu hâm cùng người chiến đấu, trong cơ thể mang theo hỏa độc cực nóng, cần loại công pháp như hàn âm quyết mới có thể áp chế. người khuyên bảo hắn đừng tu luyện, hỏa độc bạo phát, lúc này mới dẫn đến loại tình huống này. thế nào? còn muốn phủ nhận? không hiểu y thuật, tốt nhất đừng tùy ý chẩn bệnh cho người khác, coi như hiểu thực lực không bằng cũng không được vọng ngôn kết luận chẳng lẽ không biết lang băm hại người sao? Bạch Phú y sư hét lớn một tiếng, càng nói càng giận. Liêu trưởng lão cùng hắn quan hệ không cạn, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, liền sắp tử vong, làm sao không tức giận? Nếu không phải nghe vị trước mắt này nói, cũng không trở thành như vậy. Người nói đây là hỏa độc bạo phát, trương huyền sừng sốt, toàn thân kết đầy băng xương, lại còn nói là hỏa độc bạo phát không phải đùa giỡn chứ không sai hắn chúng là âm xương hỏa độc một khi phát tác bên ngoài thân băng lãnh như xương trong cơ thể lại nóng như lô chân khí cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ đan điền triệt để phế bỏ hàn âm quyết chính là công pháp áp chế tốt nhất bạch phú y sư khẽ nói âm xương hỏa độc trương huyền không có cảm thấy cái gì phí sư ở một bên thân thể run lên khuôn mặt hơi trắng bệch bạch y sư nói là âm xương hỏa diễm trong hàn tề địa quật chương 2629, âm sương hỏa độc 2. Hàn tề địa quật, danh sư đại lục, có 7 địa quật lợi hại nhất, là thông đạo liên tiếp vực ngoại chiến trường, vô cùng nguy hiểm, trong đó xếp hạng thứ 7, chính là cái này. Ta cũng đã được nghe nói, nơi này để cho người kính sợ là âm sương hỏa diễm, băng hàn như xương, cực nóng như lửa, nói nó là hỏa diễm, nhưng lại có tất cả thuộc tính của xương lạnh, nói là xương lạnh, thánh khí thượng phẩm rơi vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt bùng cháy thành chất lỏng. Bốn phía thấp giọng nghị luận. Mọi người phần lớn đều là thiên tài các thế lực, gia tộc lớn đi ra, mặc dù các loại sự tình ở địa quật bí ẩn, nhưng cũng biết một chút. Không sai, chính là âm xương hỏa diễm, năm đó liêu hâm vì phòng ngừa dị linh tộc lao ra, rơi vào trong địa hỏa, mặc dù may mắn chạy ra tính mạng, nhưng thân chúng hỏa độc. Bạch Phú Y Sư than thở một tiếng, lắc đầu thậm chí sử dụng phương pháp thay máu, cạo xương cũng không thể giải quyết, chỉ có thể mỗi ngày tu luyện hàn âm quyết tiến hành áp chế. Trong khoảng thời gian này, ta đi ra ngoài một chuyến, mục đích đúng là vì tìm kiếm cuống hỏa liên, hy vọng có thể giải quyết triệt để vấn đề trong cơ thể hắn. Không nghĩ tới, vị tân sinh này, để hắn đừng tu luyện, đưa đến loại cục diện hiện tại, lúc này, hỏa độc công tâm, thậm chí xâm nhập sâu trong linh hồn, xem như ta cũng không có cách nào cứu chữa. Cái này, nghe được lời giải thích, Mọi người lần nữa nhìn lại. Phí sư cũng nhíu mày. Y thuật không phải như những nghề nghiệp khác, lang băm hại người, không xác định chứng bệnh, không xác định bệnh tình, tốt nhất đừng trị liệu cho người ta, nếu không sẽ hại người hại mình. Bạch y sư không thể nói như vậy, ta cũng cảm thấy tu luyện Hàn Âm quyết xuất hiện vấn đề, mới dừng lại, loại tình huống này cùng Trương sư không quan hệ. Liêu trưởng lão ở trên cáng cứu thương lắc đầu. Làm hại người thảm như vậy, người còn tin tưởng hắn? bạch phú y sư tức đến dâu mép dựng lên có thể liếc mắt nhìn ra ta tu luyện hàn âm quyết ta cảm thấy hắn có thể tin liêu sư nói hàn âm quyết công pháp bí ẩn đối phương chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra hơn nữa khuyên can lúc ấy liền cảm thấy tràn đầy chấn kinh trở về suy đi nghĩ lại lúc này mới giảm đi tu luyện bộ công pháp này mới đầu cảm giác càng ngày càng tốt ai biết ba ngày trước hỏa độc đột nhiên bạo phát lúc này mới xuất hiện loại tình huống này coi như Bạch Vũ Y Sư cũng bó tay toàn tập. Rơi vào đường cùng, nhớ tới vị thanh niên này nói, liền chuyên môn tìm kiếm. Đối phương có thể nhìn ra hàn âm quyết, lại thêm tuổi còn trẻ thực lực mạnh mẽ, hoàn thành hành động vĩ đại mà lạc gia tiểu công chúa cũng không có làm được. Có lẽ thật sự có phương pháp để cho hắn thay đổi tình trạng hiện nay, khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, mới có trước đó, thanh niên nói tới bái sư. Có thể trị hết tai họa ngầm, bái sư lại như thế nào? Có thể có loại y thuật cùng năng lực này, đừng nói hắn, xem như trưởng lão chân chính của Thánh tử điện, chỉ sợ cũng vô cùng bội phục. Có thể tin, có thể tin lại biến thành như vậy. Bạch Phú y sư tức sắp nổ tung. Thật không biết vị lão hữu này của mình nghĩ như thế nào. Hắn Đường Đường thánh y của Thánh tử điện, cũng không tin, lại tin tưởng một tân sinh. Được rồi, người cũng bệnh thành như vậy, chớ ồn ào, ta xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì thấy hai người cãi lộn, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống của đối phương là thư viện dò xét, để hắn dừng lại tu luyện hàn âm quyết, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, làm sao lại dẫn đến hỏa độc bạo phát, để cho người ta sắp tử vong. Ngươi xem một chút, ngươi hiểu y thuật sao? Bạch Phú Y sư cao mày. Chẳng muốn trả lời đối phương, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, ném tới một cái huy chương. Vội vàng nhận lấy, Bạch Phú Y sư cúi đầu nhìn, ngay sau đó sửng sốt phía trên bảy ngôi sao lấp lánh sáng lên. Y sư thất tinh, mặc dù kém xa hắn nhưng có thể khảo hạch ra loại huy chương này, hẳn không phải là hạng người ăn nói bừa bãi. Tốt, ta liền nhìn một chút, người nói như thế nào. biết đối phương là y sư chân chính, hơn nữa đạt đến thất tinh, định ý của bạch vũ y sư không còn nồng đậm như vừa rồi, bàn tay lớn vẫy một cái, nhìn qua. đám người phí sư cũng tràn ngập tò mò. vị trương sư này, vừa mới thi triển kiếm pháp mạnh mẽ như vậy chỉ điểm tu vi càng vượt qua mọi người quá nhiều khải linh cũng được thánh tử nếu y thuật cũng cường đại thật sự quá lợi hại ừm không để ý tới đám người trương huyền hai bước đi tới trước mặt liêu trưởng lão bàn tay nhẹ nhàng đưa lên một lát sau lắc đầu thế nào thấy biểu lộ của hắn không đúng liêu trưởng lão tràn đầy lo lắng nhìn qua cái này trương huyền trầm ngâm một chút liêu trưởng lão có thể cùng ngươi thương nghị một chuyện hay không? Trương sư cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể để cho ta miễn trừ thống khổ, nhất định sẽ không cự tuyệt. Lưu trưởng lão hữu khí vô lực nói, như tay cũng không dơ lên được. Vậy là tốt rồi. Trương huyền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thành khẩn nhìn qua. Có thể để cho ta trước tiên đánh ngươi ngất xỉu hay không? Đánh ngất xỉu? Phải, thực sự không tiện, chính ngươi tự ngất cũng được, dù sao chỉ cần ngất đi, ta có thể dò xét ra chứng bệnh, trị liệu giúp ngươi. Trương Huyền xấu hổ vào đầu. Liêu trưởng lão. Bạch Phú Y Sư. Trương 2630, ngươi là lang băm. Một, tình huống hiện tại của đối phương, để hắn đứng người lên, đánh một quyền, khẳng định không quá hiện thực, phương pháp nhanh nhất, thuận tiện nhất là ngất đi, xem như vật phẩm đồng dạng dò xét. Trước đó còn có dược liệu, có thể mê ngất người, nhưng đối phương thực lực mạnh như vậy, những vật này đã không còn hiệu quả. Hồ đồ! Liêu trưởng lão còn chưa lên tiếng, bạch phố thánh y ở một bên suýt chút nữa tức điên. Thân là thánh y của thánh tử điện, đủ loại phương pháp trần bệnh, biết không biết bao nhiêu, cũng đã gặp vô số phương pháp dò xét mới lạ bách quái, nhưng đánh người ngất xỉu. Chưa từng nghe thấy. Một khi người ngất đi, thay cỗ đổi mới đều khác biệt bình thường, ngoại thương có thể trần bệnh, nhưng loại nội thương tích góp rất này lâu, là không thể làm căn cứ, mở miệng bảo người ta ngất đi, rốt cuộc muốn làm gì? Thế nào, ngươi là tự mình ngất hay ta tới? Không để ý tới Thánh Y tức giận, Trương Huyền mỉm cười nhìn lại. Ta, Lưu trưởng lão cũng không nghĩ tới, còn có loại phương pháp chẩn bệnh này. Quay đầu nhìn về phía Thánh Y cách đó không xa, mang theo mê man. Được rồi, ta tự mình tới đi. Thấy hắn chần chừ, Trương Huyền lại chẳng muốn nói nhảm, bàn tay nâng lên, bỗng nhiên vỗ một cái phần phật. Không khí lập tức bị áp xúc, để cho người ta hô hấp khó khăn, ngay thời điểm đầu ngón tay sắp tiếp xúc đối phương, bỗng nhiên nhấc lên. Ba, tiếng đánh vang lên, liêu trưởng lão mắt tối sầm lại, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Đây là, bài không phá thần pháp, bí pháp y sư bát tinh cũng làm không được. Con người của bạch vũ thánh y co lại. Bài không phá thần pháp, phí sư không hiểu, có chút thương thế, quá mức trị liệu đau đớn, Cần hôn mê mới tránh khỏi phiền phức, nhưng bất kể dược vật hay thủ đoạn khác đều sẽ tạo thành tổn thương không đồng nhất. Mà bài không phá thần pháp là lợi dụng trường phong âm bạo, kích thích nguyên thần để nó tạm thời mất đi ý thức. Thuộc về một loại ma âm, vừa vặn không ở trong đám này. Ý thức hôn mê nhưng lại không bị tổn thương, nguyên nhân chính là như vậy, là vô số y sư muốn học nhưng lại rất khó làm được, xem như ta cũng không thể hoàn thành, không nghĩ tới hắn làm được bạch phố thánh y cảm khái một tiếng trong mắt mang theo nghi ngờ chẳng lẽ hắn còn là một vị ma âm sư thấy liêu trưởng lão mất đi trương huyền thở phào nhẹ nhõm ở trên cổ tay đối phương nhẹ nhàng đáp ông một quyển sách xuất hiện ở trong óc vội vàng mở ra chỉ liếc mắt nhìn lông mày không ngừng nhảy loạn ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả trước mắt không nén được lửa giận người cái lang băm này là muốn tươi sống hại chết liêu trưởng lão mới cam tâm xoa Ngươi nói cái gì?" Bạch Vũ sầm mặt lại. "Ở Thánh tử điện được người tôn xưng Thánh y, đừng nói trưởng lão chấp pháp, coi như trưởng lão chân chính nhìn thấy, cũng phải tôn xưng một tiếng Bạch Thánh y." Người này ngược lại tốt, mở miệng liền mắng hắn là lang băm, lửa giận cuồng bạo để hắn sắp nổ. Ầm ầm. Lực lượng trong cơ thể không thể áp chế, lập tức cuộn trào mãnh liệt ra, đám người bốn phía cảm thấy cứng nờ, như rớt vào hầm băng. Thánh vực bát trọng đỉnh phong loại thực lực này coi như ở toàn bộ đại lục cũng là đỉnh tiêm nói cái gì trong lòng ngươi không rõ ràng ư không biết chị cũng đừng trị loạn còn thánh y ta xem phế y thì đúng hơn bàn tay lớn vẫy một cái không thèm để ý khí thức của đối phương áp bức vẻ mặt trương huyền không kiên nhẫn ngươi nhanh chóng hô hấp nhìn khinh thường trong mắt thanh niên bạch phố thánh y chỉ cảm thấy ngực nghẹn sắp nổ từ nhỏ đến lớn lúc nào bị người nhục mã qua như vậy Mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, ngày hôm nay không giải thích rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Sâu trắng bồng bềnh, bạch phố thánh y cưỡng ép áp chế lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Có thể đi vào thánh tử điện, đều có bối cảnh cùng lai lịch mạnh mẽ, mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám trực tiếp động thủ. Giải thích, Trương Huyền lắc đầu, không để ý tới đối phương, mà ngẩng đầu nhìn về phía lưu trưởng lão hôn mê, đột nhiên giơ tay lên, bỗng nhiên đánh tới đầu đối phương. Ngươi làm gì? Thấy tốc độ cùng lực lượng công kích, chỉ cần bị đánh trúng, nhất định sẽ nổ tung tại chỗ, Bạch Vũ suýt chút nữa không điên rồi. Bị điên rồi sao? Để ngươi xem bệnh, trước đánh người ngất xỉu, như vậy thì cũng thôi đi, mắng bản thân một hồi, trực tiếp ra tay với bệnh nhân hôn mê. Đây là ngại chết không đủ nhanh ư. Phần Phật, thân thể nhoáng một cái, đi tới trước mặt, bàn tay đưa về phía trước, lực lượng động hư cảnh tạo thành gợn sóng, ngăn trương huyền lại trước tiên đánh hắn ra ngoài, mí mắt vừa nhấc, cổ tay trương huyền khẽ đảo, bạch vũ sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy trái tim nhảy một cái. phần phật, một con địa ngục thanh long thú bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái đuôi thô to cuốn một cái, vọt tới bạch vũ thánh y. ngươi, bạch vũ thánh y chưa kịp phản ứng, liền bị rút chúng bả vai đau đớn kịch liệt bay ngược ra ngoài. thực lực của hắn mặc dù cùng vị này đồng cấp. Nhưng người sau ẩn chứa huyết mạch Long tộc, trời sinh mạnh mẽ, lại thêm bất ngờ xuất hiện, tựa như đánh lén ra tay, một chiêu giao chiến, trực tiếp ăn thua thiệt to lớn. Đáng ghét. Chương 2631, người là lang băm. 2. Vẻ mặt Bạch Phú y sư trở nên tái mét, gầm thét, muốn lao xuống, vừa mới động đậy, chỉ thấy Thanh Long thú tiến lên đón. Đại gia hỏa này, mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện móng vuốt thô to mang theo sắc bén vạch phá không gian, lăng không mà xuống. Biết không cách nào trốn tránh, Bạch Vũ Thánh Y chỉ có thể nghênh đón, nắm đấm siết chặt, tiến lên va chạm. Âm ầm, hai cường giả đỉnh phong đối chiến, lực lượng quét ngang, lồng ánh sáng trên lôi đài bốn phía không ngừng lay động, như ẩn như hiện, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Không gian cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng, thổi đến đám người liên tiếp lui về phía sau đến cùng làm sao vậy thánh thú này lại là chuyện gì xảy ra đám người phí sư phùng tử giật bối rối không phải chữa bệnh ư thế nào trong nháy mắt đã đánh nhau hơn nữa đây hẳn là thú sủng đi thú sủng thánh vực bát trọng đỉnh phong làm sao thuần phục thú sủng xem như thực lực của thuần thú sư nếu như vừa rồi thật nghĩ không ra chạy tới khiêu chiến đoán chừng hiện tại đã chết thân thể trương hủ nhẹ nhàng run rẩy trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng muốn khiêu chiến đối phương, may mắn phùng tử giật trước thời hạn mở miệng, nếu không, chỉ là thánh thú này, không cần ra tay, đặt mông ngồi xuống, đoán chừng liền sẽ tử vong, trốn cũng trốn không thoát. Thánh tử Khải Linh Sư, đánh Trương Thuần, Trương Phong tơi bời, một kiếm đánh phùng tử giật không cách nào phản bác, mắng chửi bạch vũ thánh y, càng trực tiếp tế ra thánh thú cường đại như vậy. Trước đó còn đang suy nghĩ, đối phương thực sự quá vô danh, Hiện tại xem ra, khiêm tốn cộng lông a à hát, chỉ sợ cũng không có gì càng kiêu căng hơn đi. Người khác kiêu căng, nhiều nhất một cái, mà hắn, mỗi một sự tình, đều để người không đường có thể đi. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tâm mệt. Còn nghĩ, muốn liệt hắn vào đối thủ, hiện tại xem ra, coi như hắn muốn xem đối phương như đối thủ, người ta cũng chưa chắc để ý. Tranh lệch thực sự quá lớn. Bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa lại thấy hắn vẫn không để ý chiến đấu trên không, mà nhìn về phía lưu trưởng lão, trong hai con người đen nhánh lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bắt đầu đi, phần phật, lần nữa nhấc chân đạp tới. Bành, bàn chân rơi vào trên mặt đối phương, người sau đang hôn mê, một chút năng lực phản kháng cũng không có, thằng tắp từ trên cáng cứu thương bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường lôi đài, đập ra một cái hố to. Cái này, lông mày nhảy một cái, khóe miệng trương hủ co giật đây rốt cuộc có bao nhiêu thủ bao nhiêu oán. Lại nói, vị trương huyền này đến cùng muốn làm gì? Thật muốn giết liêu trưởng lão, hắn cũng trốn không thoát. Trong lòng chấn kinh, không biết nên làm thế nào, chỉ thấy trương huyền một chân đạp bay liêu trưởng lão trong hôn mê, lần nữa vào tới, thừa dịp người sau còn chưa rơi vào trên mặt đất, lại một chân đá ra. Bành! Liêu trưởng lão giống như quả bóng bay lên, thẳng tắp phóng lên bầu trời. Lần này, cũng không biết là cố ý, hay vô tình, phương hướng bay lên, vừa lúc ở giữa bạch y sư cùng thanh long thú đang chiến đấu. Hai bên đang hết toàn lực giao chiến, lực lượng quay cuồng, cường giả nửa bước cửu trọng bình thường cũng không dám tới gần, lưu trưởng lão chẳng qua thánh vực thất trọng, càng lâm vào hôn mê, còn chưa tới trước mặt, liền bị lực lượng tàn phá bừa bãi, tựa như lúc nào cũng sẽ bị ép thành bụi phấn. Xong, thân thể nhoáng một cái, phí sư suýt chút nữa ngã sắp xuống. Hai đại cao thủ, đánh hung mãnh như vậy, lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, trừ thánh vực cửu trọng, căn bản không có khả năng ngăn cản. Coi như hắn rơi vào trong đó, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi vị lưu trưởng lão trong hôn mê kia. Liêu hâm, Bạch Phú Thánh Y cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng lúc này lực lượng đã thả ra ngoài, không cách nào vãn hồi, la hét một tiếng, không có bất kỳ biện pháp nào. Ông, ngay thời điểm tất cả mọi người cảm thấy lưu trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên trong cơ thể kêu khẽ một tiếng, xương lạnh hiện lên ở bên ngoài thân nhất thời mở rộng, tạo thành một viên cầu xương mù đường kính khoảng 3 mét. Viên cầu phồng ra, lan tràn lên phía trên, tựa như một đóa hoa sen to lớn. Hai bên công kích vô cùng cuồng bạo, rơi vào trên hoa sen, người sau lắc lư một cái, vậy mà không có nghiền nát, lưu trưởng lão trong hôn mê cũng không bị tổn thương. phảng phất như đóa hoa này cứu hắn một mạng. Cái này, xuất hiện biến cố như vậy, Bạch phố Thánh Y cùng địa ngục thanh long thú, tựa hồ cũng sửng sốt một chút, cảm thấy tràn đầy khó tin. Bọn họ một người một thú đối công, trận pháp toàn bộ đại điện cũng không chịu nổi, một đóa hoa sen liền ngăn lại. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chính là thời điểm này. Dường như đã sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, phía dưới trương huyền nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, lạc huyền thanh cho viên linh thạch tuyệt phẩm kia xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tay trái nắm, bỗng nhiên khẽ hấp. Âm âm, Linh khí mạnh mẽ cuồn cuộn đi vào trong cơ thể của hắn, bổ khuyết lấy hao tổn trước đó, nhíu mày, tay phải đột nhiên điểm một cái. Tê Lạp, Linh hư kiếm phá không bay ra, thẳng tắp chém xuống Liêu trưởng lão ở trên không. Một kiếm này, còn ở trên không, liền tạo thành một đạo kiếm mang dài mấy chục thước, phảng phất như muốn cắt ra không gian, để cho người ta khó mà phòng ngự. Phốc, kiếm mang rơi vào hoa sen bên ngoài thân Liêu trưởng lão, không biết chém ở nơi nào hoa sen nguyên bản phòng ngự vô địch, thế mà lập tức vỡ vụn ra. Làm sao có thể? Bạch Vũ Thánh Y ngẩn người. Hắn cùng thanh long thú liên thủ cũng không thể phá hủy hoa sen, đối phương dùng một đạo kiếm khí liền bổ ra, chẳng lẽ thực lực của người này còn mạnh hơn hắn? Đã đạt đến thánh vực cửu trọng. chương 2632, cứu chữa liêu trưởng lão 1. Chấn kinh một lát, ngay sau đó hiểu được. Cũng không phải thực lực của Trương Huyền mạnh mẽ hơn hắn, mà là hoa sen này bị hắn cùng thanh long thú đối công một lần, sắp vỡ vụn, kiếm khí của đối phương lại vừa vặn tìm được chỗ yếu kém nhất, lúc này mới bốn lạng gạt ngàn cân, một lần đánh tan. Dù vậy, cũng rất lợi hại. Đóa hoa sen bất ngờ xuất hiện này, ngay cả hắn cũng không tìm ra chỗ bạc nhược, đối phương lại liếc mắt nhìn ra, hơn nữa cách xa như vậy dùng kiếm khí đánh cho không sai chút nào, không thương tổn đến lưu trưởng lão ở bên trong, nhãn lực, lực khống chế, đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi trong lòng bội phục cúi đầu nhìn chỉ thấy trương huyền trên mặt đất cũng không vì bổ ra hoa sen mà hưng phấn ngược lại vẻ mặt trở nên trắng mày nhăn lại ừm xảy ra chuyện gì cái hoa sen này thật quỷ dị đang muốn hỏi thăm một chút hoa sen này đến cùng là chuyện gì xảy ra liền nghe phía dưới kinh ngạc thảo luận vội vàng nhìn ngay sau đó nhìn thấy đóa hoa bị bổ ra biến thành xương mù Lần nữa dọc theo bên ngoài thân lưu trưởng lão chui vào trong cơ thể, tựa như có sinh mệnh. Hừ. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay nhiều ra mấy chục cây châm bạc, bỗng nhiên run lên. Ô ô ô ô. Châm bạc phá vỡ không khí, rơi vào rất nhiều huyệt đạo trên người lưu trưởng lão, sương mù đang chui vào trong cơ thể, gặp phải những ngân châm này, phảng phất như thấy được khắc tinh, phát ra thanh âm xì xì, ngừng lại, lại không cách nào đi vào. Hô lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay một cái, vô lưu trưởng lão ở trên không xuống, lần nữa đặt ở trên cáng cứu thương, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng điểm mi tâm đối phương một cái. Khủ khủ, một hồi ho kịch liệt, liêu trưởng lão mở mắt, phun ra một ngụm máu đen, từ trên cáng cứu thương ngồi dậy, ngay sau đó đám người liền nghe trong cơ thể hắn đông đốc vang vọng, tựa như pháo nổ. Đây là... Lông mày nhảy một cái, Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn muốn đột phá. Tình huống vị lão hữu này của mình, hắn biết rất rõ ràng, bị hỏa độc xâm nhập, sinh cơ trong cơ thể cắt đứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, coi như y thuật của hắn thông huyền, muốn cứu chữa cũng làm không được. Không nghĩ tới, người này chỉ ghim mấy châm, ở mi tâm điểm một cái, liền muốn đột phá. Không nhìn lầm chứ, âm ầm chấn kinh còn không có kết thúc, liền nghe liêu trưởng lão vừa mới tỉnh táo, trong cơ thể liên tiếp nổ mạch, ngay sau đó tu vi từng tầng từng tầng đột phá, một lát sau liền từ thánh vực thất trọng trung kỳ, đạt đến đỉnh phong. Dù vậy, tốc độ vẫn không giảm, ràng buộc nhập hư cảnh đỉnh phong, hơn 10 hô hấp liền phá vỡ, trong chốc lát, gió nổi mây phun, lĩnh vực động hư cảnh từ chung quanh thân thể hắn phân tán ra bốn phía. Lúc này mới chậm chạp ngừng lại, tu vi từ từ củng cố. Nửa bước động hư cảnh, trực tiếp từ nhập hư cảnh trung kỳ, đạt đến nửa bước động hư, loại tốc độ tấn cấp này, quả thực chưa bao giờ thấy qua. Khóe miệng bạch vũ co giật. Vị lão hiếu này, từ khi chúng độc, tu vi liền không có tiến bộ qua, mấy trăm năm, đều đình trệ ở nhập hư cảnh trung kỳ, làm sao cũng không nghĩ đến, hiện tại trực tiếp đột phá, hơn nữa thế như trẻ tre, hung mãnh như vậy. Ta, hắn khiếp sợ nói không ra lời, liêu trưởng lão cũng ngồi tại nguyên chỗ, nhìn lấy lực lượng trong cơ thể sôi trào, mặt mũi ngẩn người. Trước khi hôn mê, trong cơ thể sinh cơ tán loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, mở mắt ra, không chỉ triệt để khôi phục, còn tu vi tràn đầy, lập tức đột phá. Hắn cũng hoài nghi có phải đang nằm mơ hay không. Đùng, quất bản thân một bà tai, trên mặt đau rát. Ta còn sống. Nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống, thân thể kích động không ngừng run rẩy. Đã bao nhiêu năm, một mực quanh quẩn ở bên bờ sinh tử, vốn cho rằng, lần này tai kiếp khó thoát, nằm mộng cũng nghĩ không ra, không chỉ giải quyết tai họa ngầm, còn đột phá tu vi. Thân thể nhoáng một cái, từ trên cáng cứu thương bay xuống, mấy bước đi tới trước mặt Trương Huyền, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Cảm ơn ân cứu mạng của Trương Sư. Mặc dù vừa rồi một mực nằm ở hôn mê, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thời khắc này sắc mặt Trương Sư tái nhợt, thân thể run rẩy chỉ biết nhất định bỏ ra đánh đổi cực lớn, mới để cho hắn khôi phục. Không cần khách khí, ta cũng không có nắm chắc quá lớn, may mắn thành công mỉm cười, Trương Huyền cũng không chịu nổi, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Lần này, cũng không phải ngụy trang. Mới vừa thi triển xong nhất kiếm phá hải, chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, còn chưa kịp khôi phục, liền giúp đối phương giải quyết âm xương hỏa độc, mặc dù có linh thạch tuyệt phẩm hấp thu, cũng cảm thấy tinh khí thần tiêu hao không sai biệt lắm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Trương Sư, vội vàng lao đến, đỡ lấy hắn, lưu trưởng lão tràn đầy lo lắng cô. Chương 2633, cứu chữa Lưu trưởng lão hai. Bạch Vũ vội vã từ không trung bay xuống. Không cần lo lắng, chỉ là hao tổn quá mức, chỉ cần có đầy đủ linh khí cùng thời gian, hẳn là sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Vừa rồi động thủ, là bởi vì hiểu lầm vị trước mắt này muốn giết Lưu trưởng lão, hiện tại biết không những không phải hại người, còn xuất thủ cứu giúp, tự nhiên không còn định ý. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tình huống của bạn già, hắn cũng bó tay toàn tập, đối phương ngắn ngủi không đến 3 phút đồng hồ, không chỉ chữa khỏi, còn để hắn đột phá, không uống thuốc cũng không có quá nhiều thủ đoạn, để hắn tràn đầy kỳ lạ, thực sự không nghĩ ra. Vậy là tốt rồi. Nghe hắn không có việc gì, lúc này liêu trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Trương sư, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Phú Thánh Y nhịn không được, nhìn lại. Trở thành y sư đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có người chữa bệnh như vậy, mấu chốt là đánh đến bệnh trừ. vừa rồi vì cứu chữa liêu trưởng lão cũng không phải là cố ý nhục mạ thánh y, mong đừng nên trách. vùng vẫy một hồi, trương huyền ôm quyền, vẻ mặt áy náy. kia chỉ là việc nhỏ. bạch phố thánh y khoát tay áo, đừng nói bị mắng, coi như chịu đòn, có thể tận mắt thấy y thuật lợi hại như thế cũng đáng giá. chính là bởi vì đối với y thuật có loại nghiên cứu này mới có thể đi xa như vậy, y thuật vượt xa những người khác. Mong trương sư có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Trong mắt tràn đầy thành khẩn, bạch vũ thánh y mong đợi. Thật ra thì không chỉ hắn, đám người phí sư, phùng tử giật, trương hủ, nghe được cha hỏi, cũng đồng loạt nhìn tới. Nếu như dùng đan dược, đủ loại chân khí chỉ điểm, để cho người ta giải quyết kịch độc ẩn chứa trong cơ thể, thực lực bạo tăng, hoàn toàn có thể lý giải, nhưng loại này. Đánh người ngất xỉu, Mắng người một hồi, lại đánh người cho đến chết. Kết quả, liền con mẹ nó biến thành cứu người, thực sự lý giải không được, không thể tưởng tượng. Thật muốn cứu người, giải độc đơn giản như vậy, thiên hạ cũng không có nhiều bệnh nhân bởi vì bệnh mà chết như vậy rồi. Cái này, thấy ánh mắt hắn muốn học tập, Trương Huyền cười khổ một tiếng. Bạch Phố Thánh Y có thể để cho ta khôi phục một chút, lại giúp người giải đáp hay không? Hiện tại hư nhược sắp chết thực sự không có tinh lực nói chuyện rồi. Vâng, là lỗi của ta. Hơi đỏ mặt, Bạch Phú Y Sư tràn đầy xấu hổ. Chỉ nghĩ muốn học tập, lại quên loại trạng thái này của đối phương. Ta có một viên tinh nguyên đan, sau khi ngươi dùng, có thể khôi phục khí lực nhanh chóng. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Thân là y sư đỉnh phong nhất của Thánh Tử Điện, cầu hắn chữa bệnh vô cùng nhiều, bảo vật trên người cũng không phải ít đưa tay nhận lấy tinh nguyên đan, Trương Huyền nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Thuốc này, quả thực rất tốt, nhưng đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Thiên đạo chân khí, đối với linh khí yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, kèm theo tu vi càng cao, yêu cầu lại càng lớn, loại tinh nguyên đan này, đối với cường giả nhập hư cảnh bình thường cũng có hiệu quả, nhưng đối với hắn lại giống như ăn kẹo đậu. Viên đan dược này vô dụng với ta, đa tả. Lắc đầu, lần nữa đưa đan dược trở về. Vô dụng. Bạch Phú Y Sư sướng sờ. Ta chỗ này còn có. Y tốt của Bạch Thánh Y ta tâm lĩnh, nhưng ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Trần chờ một chút, Trương Huyền không cam lòng lấy ra linh thạch tuyệt phẩm, mà ngẩng đầu nhìn về phía lão giả trước mắt. Liêu trưởng lão, có thể làm phiền ngươi một chút không? Trương Sư có chuyện gì, cứ việc dặn dò là được, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Liêu trưởng lão gật đầu. Vậy là tốt rồi nhẹ gật đầu, trong mắt Trương Huyền lóe lên vẻ hưng phấn. Liêu trưởng lão, vậy liền làm phiền ngươi, xung kích động hư cảnh đi. Xung kích, động hư cảnh. Liêu trưởng lão ngốc tại chỗ, lộ vẻ bối rối. Chương 2634, Hồ Thanh phát điên 1. Thân thể bị tổn thương, không cách nào khôi phục, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là tìm linh thạch, tìm đan dược khôi phục thể lực. Để Liêu trưởng lão xung kích động hư cảnh làm gì? Căn bản kéo không lên quan hệ a hát. Hơn nữa xung kích động hư cảnh, nếu có lôi kiếp, liêu trưởng lão bị hỏa độc xâm nhập thời gian dài như vậy, trong cơ thể sớm đã thiếu hụt, thật muốn xung kích, đoán chừng sẽ bị đánh chết tại chỗ, khó mà chạy trốn. Sẽ không phải mới vừa cứu người, lại muốn giết chết người chứ? Liêu trưởng lão cũng không hiểu ra sao. Muốn ta nhanh khôi phục lực lượng, liền xung kích động hư cảnh đi. Sở dĩ người có thể nhanh đột phá như vậy là bởi vì tích lũy lực lượng mấy trăm năm, đoán không sai, hẳn là nắm giữ thực lực xung kích động hư cảnh a. Trương Huyền hữu khí vô lực khoát tay áo. Đối phương đột phá nhanh như vậy, cũng không phải là thiên phú cao, cũng không phải hắn trị liệu tốt, mà là bị hỏa độc áp chế, một mực không cách nào đột phá, mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện mấy trăm năm, một lần phá giải tai họa ngầm, lúc này mới hậu tích bạc phát, trong nháy mắt xung kích thành công. Dựa theo tình huống bình thường, tích lũy nhiều năm như vậy tuyệt đối không chỉ sung kích đến nửa bước động hư, hẳn còn có thể đi vào cảnh giới cao hơn, chỉ là sợ hãi lôi kiếp, cưỡng ép áp chế lại lực lượng mà thôi. Thế nhưng mà, liêu trưởng lão giàu dĩ, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Nắm đấm dựng ở trước ngực, ánh mắt trương huyền kiên định. Được, thấy hắn khát vọng như thế, liêu trưởng lão cắn răng một cái, lại không áp chế lực lượng trong cơ thể. Âm âm, lực lượng phát ra, không khí bốn phía lập tức sền sệt, ngay sau đó tất cả mọi người ở trong đại điện liền dùng thần thức phát hiện bầu trời có một mảnh mây đen chậm rãi hội tụ. Ra ngoài đi, đừng có độ kiếp ở nơi này, nếu không nơi này có trận pháp sẽ để cho lực lượng lôi kiếp trở nên không cách nào khống chế. Trần chờ một chút, Trương Huyền khoát tay áo, lời nói mới nói một nửa, đột nhiên con mắt trợn tròn, ngừng lại. Nơi này không chỉ lôi đài, ngay cả điện đường bốn phía cũng sắp đặt đủ loại trận pháp, có thể ngăn cách khí tức, ngăn cách lực lượng dựa theo tình huống bình thường, ở đây độ kiếp, sẽ để cho lôi kiếp tìm không thấy mục tiêu, xuất hiện phiền toái rất lớn, giống như lúc trước hắn độ xuất khiếu kiếp vậy. Đối với người khác mà nói, đây là chuyện xấu, nhưng đối với hắn mà nói, lại không còn gì tốt hơn. Nói cách khác, có không gian thao tác, để nó biến đến càng lớn. Đối với hắn mà nói, càng lớn càng tốt, vừa nghĩ tới còn muốn lớn hơn lạc huyền thanh, nhất thời kích động không ngừng run rẩy hai mắt trương huyền sáng lên không sai ta ra ngoài lưu trưởng lão gật đầu đang muốn rời đại sảnh chỉ thấy thanh niên trước mắt lắc lư một cái trở nên càng thêm suy yếu đừng đi ra ngay ở chỗ này đi lưu trưởng lão nháy con mắt mới vừa rồi còn nói muốn đi ra ngoài đừng hủy điện đường thế nào thời gian nháy mắt lại muốn lưu lại thanh long thú người trước ra bên ngoài đi tấn công lôi kiếp trương huyền quay đầu tấn công lôi kiếp cổ co rụt lại Thanh long thú suýt chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Nó vượt qua lôi kiếp động hư cảnh, ném nửa cái mạng, suýt chút nữa không sống trở về được, sớm đã kính sợ không thể lại kính sợ, đi tấn công. Không phải muốn chết sao? Chủ nhân, ta có thể không đi được không? Lắc đầu, con mắt nháy mấy cái, vẻ mặt tội nghiệp. Nếu ngươi cảm thấy vừa rồi ta không có đánh thoải mái vị Bạch Phú Y Thánh này, ta có thể tiếp tục đánh, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi, mong đừng để cho ta tấn công lôi kiếp A. Khóe miệng bạch vũ y thánh co giật. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh lên. Trương huyền cau mày. Vâng, địa ngục thanh long tú nhếch miệng, vẻ mặt coi thường cái chết, thân thể khổng lồ bỗng nhiên xông ra ngoài. ầm ầm một lát sau, mây đen trở nên càng thêm to lớn, trước đó chỉ bao phủ phạm vi đại biệt, giờ phút này biến thành mấy trăm mẫu. Bạch vũ Thánh Y, khả năng cũng phải làm phiền ngươi đi công kích một chút. Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, lần nữa quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Thành Y cách đó không xa, nói. Ta, chương 2635, Hồ Thanh phát điên hai khóe miệng bạch vũ kìm lòng không được run rẩy Phiền toái, yên tâm đi, không có việc gì. Biết hắn lo lắng cái gì, ánh mắt trương huyền mang theo thành khẩn. Ta có chừng mực, có chừng có mực. Thân thể bạch vũ run lên. Cái này bảo có chừng mực lông có chừng có mực a hát người đây là không chơi chết liêu trưởng lão không bỏ qua ư ta có biện pháp để hắn từ bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong cứu trở về liền có biện pháp để hắn vượt qua lôi kiếp thấy hắn vẫn trần trừ trương huyền tiếp tục nói thôi được rồi dầu dĩ thật lâu thấy hắn nói chắc chắn như thế nhớ tới vừa rồi thần kỳ bạch vũ thánh y cắn răng thân thể nhoáng một cái liền xông ra ngoài thấy không chỉ để liêu trưởng lão độ kiếp còn để thanh long thú bạch vũ đi ra ngoài phí sư phùng tử giật đều sướng sờ gặp qua tự tìm cái chết nhưng chưa thấy qua tự tìm cái chết như thế tình huống gì a à? trong một căn phòng của lễ điện mấy vị lão giả đang ngồi ở trong đó một vị dẫn đầu mặc thanh bào khuôn mặt gầy gò chính là người phụ trách lễ điện trưởng lão hồ thanh chuyện gần đây là như vậy phân phó một tiếng đột nhiên lông mày nhảy một cái hồ thanh đột nhiên đứng dậy chuyện gì xảy ra? đây là ai độ kiếp? tại sao lại độ kiếp ở chỗ này? xong, toàn bộ lễ điện đều có thể bị phá hủy. trời u ám, lôi đình lăn mình, mấy vị trưởng lão cũng phát hiện không đúng. lôi điện lớn như thế, thật muốn rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ lễ điện cũng sẽ trở thành phế tích. các trưởng lão ở đâu? bảo vệ lễ điện. thân thể nhảy lên, bay ra ngoài, hồ thanh lên tiếng hét lớn. hô, hô, hô. thời gian nháy mắt lại có hơn 10 vị trưởng lão chấp pháp bay ra, lơ lửng giữa không chung, nhìn lên lôi điện trong bầu trời, từng cái khuôn mặt khó coi. Thân là trưởng lão, quyết không cho phép lôi đình hủy hoại nơi này. Triệu trưởng lão, người đi xem một chút, đây rốt cuộc là ai độ kiếp. Thấy mọi người đến đủ, hồ thanh cắn chặt hàm răng, lớn tiếng quát tháo. Muốn độ kiếp, nơi nào không được, tín điện, nắm giữ địa phương chuyên môn độ kiếp, ở nơi đó độ kiếp, còn có thể miễn trừ tâm ma ảnh hưởng lại chơi ở đây, không phải muốn chết sao? Vâng, một vị trưởng lão nhẹ gật đầu, đang muốn ra ngoài, ngay sau đó nhìn thấy một địa ngục thanh long thú gào thét, móng vuốt trên phóng ra ánh sáng kim sắc, thẳng tắp vào tới mây đen. Tạch tạch, tạch tạch, bị nó tiến công một chút, phạm vi mây đen lập tức tăng thêm. Người này làm gì, muốn chết sao? Tất cả trưởng lão đều điên rồi. Không phải lôi kiếp của ngươi, đắc ý cái rắm A-Hát, liều mạng công kích, để người độ kiếp làm sao sống. Mau ngăn cản người này. Tức sắp nổ tung, lão giả ra lệnh, gào lên một tiếng, có điều, lời còn chưa dứt, ngay sau đó nhìn thấy bạch vũ thánh y người người kính trọng cũng bay ra. Lật bàn tay một cái, lực lượng hùng hồn ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành, bỗng nhiên vung vẩy, bổ tới mây đen trên bầu trời. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, phạm vi mây đen trở nên chừng hơn ngàn mẫu, bao phủ toàn bộ lễ điện. Bạch Vũ, người muốn làm gì? Hồ Thanh triệt để phát điên. chương 2636, đi ăn cơm một. Bạch Phố Thánh Y cùng hắn đều là trưởng lão, quan hệ không tệ, thường xuyên chung một chỗ ra ngoài thí luyện, tìm kiếm bảo vật. Giờ phút này biết rõ có người độ kiếp, chẳng những không giúp đỡ, còn chủ động tấn công. Thật giống như, nhìn thấy bốc cháy, không những không tạt nước, còn tưới dầu. Ngại người độ kiếp chết không đủ nhanh, hay lễ điện không có hủy hoại ầm ầm không để ý tới hồ thanh bạch vũ lần nữa cắn răng bàn tay quay cuồng lần nữa công kích về phía lôi đình tạch tạch đối mặt khiêu khích lôi điện như cũng có chút nổi giận hai đạo lôi điện thô to bổ tới rơi vào trên người thanh long thú cùng bạch vũ trong khoảnh khắc một người một rồng thân thể cứng ngắc phải rồng cùng lông dựng lên từ không trung rớt xuống thiên uy không được khiêu khích hồ thanh lắc đầu lông mày lần nữa nhăn lại vung tay lên Khởi động đại trận phòng ngự của lễ điện, chặn lại lôi kiếp, thuận tiện tìm vị độ kiếp kia ra, chạy tới tín điện đi. Vâng. Lại có hai vị trưởng lão đồng thời gật đầu, đang định tiến lên tìm kiếm người độ kiếp, chỉ thấy Bạch Vũ, Thanh Long thú nám đen khắp người lần nữa bay lên, lực lượng cuồng bạo rơi vào tầng mây. Tạch tạch, tạch tạch. Lôi đình trở nên càng lớn, lôi điện lấp lánh, ánh sáng bắn ra bốn phía. Bọn họ đều là cường giả thánh vực bát trọng đỉnh phong, cố ý trêu chọc lôi điện đã không phải động hư kiếp e là cho dù thánh vực cửu trọng tới cũng muốn lột một lớp ra cái này ta làm sao đậu qua liêu trưởng lão bại liệt trêu ai ghẹo ai a à. vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ đối phương cho hy vọng mà bây giờ lại cho tuyệt vọng mặc dù những năm này hắn tích lũy hùng hậu nhưng cũng biết lôi đình gồm bạo như vậy tuyệt đối không cách nào vượt qua bình tĩnh để bọn hắn lại chơi đùa lớn hơn một chút Trương Huyền vỗ vỗ bả vai, an ủi một câu. Liêu trưởng lão cảm thấy càng thêm bại liệt. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Thấy ở dưới thanh long thú cùng bạch vũ công kích, lôi đình đã tích góp đến điểm cao nhất, bất cứ lúc nào cũng sẽ không nắm được, triệt để sụp đổ, Trương Huyền có chút tiếc hận, nói một tiếng. Lôi đình để tu vi cao tấn công, sẽ trở nên càng thêm cường đại, nhưng mà bởi vì nội tình ở nơi đó, quá lớn sẽ không nắm được, ngược lại hiệu quả càng kém. Thật giống như máy kéo động cơ, muốn cải tiến thành xe thể thao, khẳng định không cách nào làm được. Như vậy ra ngoài, sẽ chết. Khuôn mặt trắng bệch, hai chân liêu trưởng lão không do bản thân khống chế. Mặc dù trải qua vô số sinh tử, nhưng ở dưới thiên uy, vẫn kìm lòng không được cảm thấy sợ hãi. Chết, người suy nghĩ nhiều. Nhìn bộ dáng này của hắn, Trương Huyền rõ ràng lo lắng cái gì, nở nụ cười, khắp khuôn mặt là ánh sáng trói lọi. Yên tâm. Lôi kiếp này của ngươi, ta giúp ngươi độ, một lát nữa, chỉ cần nhìn thấy lôi kiếp nhỏ lại, liền phóng thích lực lượng, thấy nó muốn chạy trốn, cũng phóng thích lực lượng là được. Lôi kiếp nhỏ, trốn. Mặt mũi Liêu trưởng lão choáng váng. Trương sư, có thể nói rõ ràng một chút hay không? Ta nghe không hiểu, thật nghe không hiểu a Lôi Đình, bình thường đều không đánh chết người độ kiếp là không chịu bỏ qua, thế nào đến trong miệng ngươi, trở nên bán manh như thế? Còn Thu nhỏ còn chạy trốn. Người coi Thiên đạo là nhà ngươi, nói trừng phạt ai, liền trừng phạt ai, nói trừng phạt thế nào, liền trừng phạt như thế ấy sao? Không cần nghe hiểu, nhớ ta dặn dò là được. Biết loại chuyện này, coi như giải thích, đối phương cũng rất khó lý giải, Trương Huyền không nói thêm lời, cổ tay khẽ đảo, lấy ra mấy thứ, vừa chuẩn bị, vừa chạy ra ngoài. Cái này. Chương 2637, đi ăn cơm hai. Thấy hắn tự tin như vậy, không biết trả lời như thế nào, liêu trưởng lão một bộ khẳng khái hy sinh, theo sát ở phía sau. Phí sư, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Nuốt ngụm nước bọt, Trương Hủ nói. Ừm, phí sư theo sát tới. Mặc dù thân ở trong điện, nhưng thần thức có thể tùy tiện quan sát được mây đen lớn nhỏ trên không, phạm vi bao phủ hơn ngàn mẫu, một khi rơi xuống, bọn họ sợ lá cũng trốn không thoát. Trương sư đã tự tin như vậy, vừa vặn nhìn một chút đến cùng làm sao vượt qua phùng tử giật cũng theo sát tới mới vừa đi mấy bước liền thấy trương hủ lảo đảo suýt chút nữa ngã sắp xuống nhướng mày làm sao vậy thân là thiên tài trương gia cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua không đến mức còn chưa đi ra khỏi phòng liền sợ đến như vậy nha trương sư đây là làm gì không có trả lời hắn bờ môi run rẩy trương hủ nhịn không được hỏi phùng tử giật nhíu mày nhìn sang, vừa nhìn, cũng ngây người tại chỗ, phảng phất như ngu ngốc. Chỉ thấy lúc này Trương Huyền, chẳng biết lúc nào tìm miếng vải trắng, thật chỉnh tề xếp lại, để ở trước ngực, vẻ mặt yêu nhã, đồng thời lấy ra một chén nước xúc miệng, hình như muốn đi tiệm cơm nghênh đón mỹ vị. Hắn đây là, muốn đi ăn cơm, khóe miệng run lên hai lần, phùng tử giật dùng sức vỏ đầu. Đi theo lão sư thật nhiều năm, chưa từng nghe nói qua, người khác độ kiếp cũng muốn lẫn vào một chân, càng không nghe qua, nhìn thấy lôi đình mà người khác sợ như rắn rết, lại hưng phấn chuẩn bị như ăn cơm, tiến lên muốn ăn. Người này đến cùng là độ kiếp, hay muốn đi hưởng thụ mỹ vị. Tạch tạch, tạch tạch, trong âm thanh chấn kinh, chỉ thấy Trương Huyền cùng Liêu Trưởng Lão đã đi ra đại điện, nhìn thấy chính chủ xuất hiện, mây đen trên không phát ra nổ vang kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Trương Sư, mặc kệ ta có thể vượt qua hay không, lần này đều phải cảm ơn người xuất thủ cứu giúp vốn còn chút sợ hãi, chân chính nhìn thấy lôi đình, lưu trưởng lão biết trốn không thoát, ánh mắt lộ ra coi thường cái chết. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới như hắn, hơn nữa vì cứu người thân chúng âm xương hỏa độc, bản thân cũng không phải người sợ phiền phức, nếu không, cũng không có khả năng có loại thực lực cùng địa vị này. Được rồi, ở nguyên chỗ chờ đi, ta đi một chút liền về. Đánh gãy hắn nói, Trương Huyền khoát tay áo, không tiếp tục để ý hắn nói nhảm, thân thể nhảy lên, thẳng tắp vào tới hải dương lôi đình. Đây là muốn xông vào lôi hải. Như vậy sẽ chết. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, ngay cả thân thể của Hồ Thanh cũng run lên, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Gặp qua thấy lôi đình chạy trốn, cũng đã gặp thấy lôi đình, xoay người bỏ chạy. Nhưng chủ động nghênh đón lôi kiếp người khác, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Sư, không nghĩ tới hắn lại làm như vậy, biết trách lầm đối phương, siết chặt nắm đấm, hốc mắt liêu trưởng lão đỏ lên xông vào lôi kiếp đây đều là vì hắn đang định tiến lên đối kháng lôi đình chỉ thấy mây đen đầy trời lắc lư một cái quả nhiên giống như trước đó đối phương nói rút nhỏ một vòng ừm đang kỳ lạ cân nhắc con nên như đối phương nói hay không phóng thích lực lượng chỉ thấy lôi đình giống như gặp quỷ xoay người bỏ chạy tốc độ nhanh chóng thiểm điện cũng đuổi không kịp hô lôi đình chạy trốn bầu trời khôi phục sáng sủa Trương Huyền xuất hiện lần nữa trên không trung, nhìn lấy lôi điện chạy trốn, mặt mũi bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện, ngực đột nhiên một phồng lên. Nấc, ở một cái, tựa như trống to, cực kỳ rõ ràng. chương 2638, giải độc phương pháp 1. Hắn thật đi ăn cái gì? Trong lôi đình có cái gì có thể ăn? Đám người phùng tử giật, Trương Hủ nhìn nhau, từng cái cảm giác muốn chết. Đây chính là lôi đình, bất kể cường giả tu vi cao bao nhiêu gặp, cũng sẽ vô cùng đau đầu, sợ thiên đạo trừng phạt đến cực điểm. Người này ngược lại tốt, chuẩn bị đồ vật dùng cơm tiến lên, đi ra ở một cái. Có cần phách lối như vậy hay không? Mấu chốt nhất là, lôi đình thật sự bị dọa đi, chạy nhanh như vậy, như là mất hồn. Liêu trưởng lão, đây là lôi kiếp của ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phí sư nhịn không được nữa, nhìn lại. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Lưu trưởng lão cũng cảm thấy sắp điên rồi. Đây là lôi kiếp của hắn, nhưng từ đầu đến cuối hình như cùng hắn không có quan hệ gì a à hát. Người khác độ kiếp, cử tử nhất sinh, hắn độ kiếp ngược lại tốt, thấy được lôi đình, sau đó. Đối phương liền chạy, nói thật, hắn cũng choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Người thử xem hiện tại tu vi gì, nếu như là động hư cảnh, đã nói đã thành công độ kiếp. Phùng tử giật nhịn không được nói. Ừm, nhẹ gật đầu, lưu trưởng lão thần thức nội thị trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm ta đã đột phá chỉ nhìn một chút liền vượt qua lôi kiếp cái này chỉ sợ là đột phá đơn giản nhất từ trước tới nay a à. quả nhiên đột phá thấy hắn thừa nhận khóe miệng phùng tử giật giật một cái lần nữa ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trương huyền vừa rồi xông vào tầng mây lúc này chậm rãi bay xuống khuôn mặt hối hận cùng tiếc hận làm sao vậy thấy hắn như vậy lưu trưởng lão cũng nhịn không được nữa Đi lên phía trước. Không có gì. Trương Huyền xua tay, vốn cho rằng Lôi Đình này bị Thanh Long thú cùng Bạch Vũ làm lớn như vậy, hẳn là đầy đủ để thực lực hắn triệt để khôi phục, không nghĩ tới, người này bị bản thân liên tục hấp thu hai lần, có chút gian xảo, chạy cực kỳ nhanh. Vừa tiến vào, liền không dám ngừng lại điên cuồng hấp thu, mới để cho chân khí trong không gian hình vòng khôi phục lại khoảng 7 phần 10, Lôi Đình liền phát hiện, nhịn không được nữa, xoay người chạy trốn xem ra một lát nữa phải đi tín điện dạo một chút nơi đó là thánh địa tu luyện giả đột phá hẳn là có không ít lôi đình đỡ lấy cái cằm trong lòng phỏng đoán nhân nghĩa lễ trí tín năm đại điện đường mỗi một cái phân công khác biệt tín điện có thể củng cố tâm cảnh để thời điểm đột phá tâm ma hạ thấp nguyên nhân chính là như vậy thuộc về bảo địa đột phá mỗi ngày đều sẽ có học sinh ở đây xung kích cảnh giới cao hơn thực sự không được tới nơi này hấp thu lôi kiếp hẳn là sẽ có thu hoạch rất lớn. Liêu Hâm, người thành công đột phá. Hắn bên này suy tính, Bạch Vũ Thánh Y thì bay trở về, thấy bạn già của mình, bên ngoài thân có lĩnh vực động hư tĩnh không ngừng xoay tròn, cũng lộ ra chấn kinh nồng đậm. Vốn cho rằng lần này hắn sung kích, nhất định cử tử nhất sinh, làm sao cũng không nghĩ đến, đơn giản như vậy, thế mà thật thành công. Đồng thời lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy kính sợ. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? chương 2639, giải độc phương pháp 2. Cũng nhịn không được nữa, nhìn lại. Này là bí pháp lão sư truyền thụ, không tiện tiết lộ cho người ngoài. Trương Huyền khoát tay áo, đã có sư đệ phùng tử giật làm bia đỡ đạt, không cách nào giải thích, giao cho lão sư là được. Dù sao Dương sư liên lạc không được, không có cách nào hỏi thăm. Vậy, mới vừa rồi giúp Liêu Hâm giải quyết kịch độc. Thấy hắn không muốn nói, bạch phố y thánh không hỏi thêm nữa mà hiếu kỳ chuyện giải độc trước đó âm xương hỏa độc trong người lưu trưởng lão mặc dù dùng hàn âm quyết có thể áp chế nhưng thời gian dài đã sinh ra linh trí thuộc về mình trương huyền giải thích linh trí bạch phố thánh y gật đầu một chút kịch độc lợi hại quả thực có linh trí bởi vậy có thể xua cắt tị hung để người giải độc không có bất kỳ biện pháp nào có linh trí có thể tránh né hàn âm quyết áp chế cho nên tiếp tục tu luyện loại công pháp này, không những không thể đối kháng kịch độc, ngược lại sẽ để thương thế tăng thêm, lửa cháy đổ thêm dầu, tương đương với triệt để hại hắn. Bởi vậy, ta mới bảo hắn đừng tiếp tục tu luyện. Chuyện này, lần trước dùng thiên đạo thư viện liền thấy, mới tiến hành khuyên can. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần không tu luyện, hỏa độc có linh trí khống chế, trong thời gian ngắn sẽ không làm điều ác, chuẩn bị cẩn thận, hoàn toàn có thể khu trừ. Ai nghĩ đến, người tìm được đế hỏa liên. Nhớ tới trước đó nhìn thấy nội dung, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Loại dược liệu đế hỏa liên này, quả thực là đồ vật khắc chế âm xương hỏa độc, cái trước không có linh trí, ngược lại cũng thôi, có thể tùy tiện nghiền ép, nhưng có linh trí, đi vào trong cơ thể, lập tức bị phản phệ. Thật giống như thủy hỏa tương khắc, ở trên lò nhiệt độ cao tưới nước, ngược lại sẽ để cho hỏa diễm càng thêm hung mãnh. Thôn phệ đế hỏa liên, âm xương hỏa độc trở nên càng thêm cường đại sinh cơ trong cơ thể lưu trưởng lão vốn không nhiều, lại bị hỏa độc mở rộng xâm nhập, tự nhiên không chịu nổi. Cho nên, mới có suy yếu trước đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Rõ ràng chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bạch vũ thánh y đỏ bừng. Trước đó đối phương nói hắn là lang băm, còn cảm thấy tức giận bất bình, bây giờ mới biết, không phải lang băm thì là cái gì. Nếu không phải hắn dùng đế hỏa liên, chỉ sợ bạn già cũng không trở thành suýt chút nữa chết ngay tại chỗ vậy ngươi là làm sao giúp hắn giải độc? Xấu hổ một hồi, tiếp tục hỏi. Dù ở trước mặt của hắn giải độc thành công, nhưng đến cùng làm sao làm được, hiện tại vẫn không có hiểu rõ, đầu óc mơ hồ. Rất đơn giản, kịch độc này đã có linh trí, tự nhiên muốn hấp thu càng nhiều lực lượng, nhanh chóng tăng trưởng, không hy vọng ký chủ tử vong nhanh như vậy, cho nên ta mới cố ý kích giận ngươi, để ngươi cùng thanh long thù đối chiến. Các ngươi đều thi triển ra công kích mạnh nhất, thừa cơ để lưu trưởng lão vào trong đó. Âm xương hỏa độc không muốn người sau hồn phi phách tán, liền biến thành hoa sen chặn lại công kích. Thế công của hai người các ngươi thực quá cường đại, hoa sen lại nằm ở trung tâm công kích, chỉ nháy mắt liền nguyên khí tổn hao nhiều, suýt chút nữa sụp đổ. Lúc này ta một kiếm đâm vào chỗ hiểm, nó không thể kiên trì được nữa, tán loạn ra. Bất quá, như vậy vẫn như cũ không có loại bỏ kịch độc, người này còn muốn lần nữa chui về trong cơ thể lưu trưởng lão kết quả bị ta ngăn cản, lúc này mới hoàn toàn tán loạn. Không còn kịch độc áp chế, tu vi của Liêu trưởng lão dung hội quán thông, tự nhiên lập tức đột phá, sự tình phía sau, các ngươi hẳn cũng biết. Trương Huyền mỉm cười, thật ra thì không có phức tạp như tưởng tượng, chỉ là âm xương hỏa độc trong cơ thể đối phương sinh ra lý trí mà thôi. Kịch độc sinh ra linh trí, không nghĩ tới có thể giải quyết như vậy. Nghe xong giải thích, Bạch Phố Thánh y bừng tỉnh hiểu ra, cảm khái một câu loại kịch độc này, luôn là y sư nhức đầu nhất, nằm mơ cũng không nghĩ đến, phương pháp đơn giản như vậy có thể cứu chữa. Đúng vậy a à. gật đầu cười, Trương Huyền đang muốn cảm khái theo, đột nhiên sửng sốt một chút, con mắt sáng lên. Tiên thiên thai độc trong cơ thể ta, cũng là kịch độc có linh trí, có thể dùng phương pháp giống nhau giải quyết hay không? chương 2640, thực lực của Dương Sư một Thần thức nội thị, nhìn một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu tiên thiên thai độc trong cơ thể hắn, vừa nhìn liền biết không phải hiền lành, đừng nói cứu người. Nếu thật gặp phải nguy hiểm, không làm loạn, để cho mình nhanh chết là tốt lắm rồi. Vẫn là đừng đùa, ngộ nhớ không có giải độc chỉ là việc nhỏ, chết, sẽ không có cách nào sống lại. Hắn cũng không có bản lĩnh như ngoan nhân, vỡ thành cặn bã còn có thể sống. Thiếu chủ, vừa nghĩ đến ngoan nhân, liền nghe đến thanh âm của hắn vang lên ở bên tai. Ừm, biết ở thánh tử điện, rất nhiều cao thủ, vì phòng ngừa phát hiện, không có sự tình đặc thù, bình thường đối phương sẽ không gọi mình, trương huyền cao mày. Vừa rồi lôi đình bao phủ, ý niệm khổng sư không có mãnh liệt như vậy, ta cảm ứng được. Một bộ phận khung xương của ta, trong thanh âm mang theo kích động cùng hưng phấn, thiên đạo chi thư tựa hồ cũng đang run rẩy Khung xương, bộ phận nào? Ngoan nhân vỡ quá lợi hại, nếu như chỉ là một đoạn xương cốt nhỏ, đối với thực lực hầu như không có ảnh hưởng gì toàn bộ khung xương nửa người trên, ngay ở trong thánh tử điện. Ngoan nhân vội nói, khung xương nửa người trên, thân thể trương huyền chấn động. Ngoan nhân chỉ dung hợp đầu lâu, liền nắm giữ thực lực có thể so với thánh vực bát trọng, toàn bộ khung xương nửa người trên dung hợp, chẳng phải thánh vực cửu trọng cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Nếu thực như thế, lại đi trương gia cướp cô dâu, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vâng, ngoan nhân trả lời một câu dường như ngay cả hắn cũng không nghĩ đến trong học phủ thánh nhân sáng tạo để nhân tộc tiến bộ này sẽ có thân thể của hắn có thể dò xét ra phương hướng cụ thể không trương huyền hỏi chỉ cần biết phương vị cùng vị trí xác thực liền kế hoạch một chút nghĩ biện pháp lấy ra để người này dung hợp đương nhiên còn phải nhìn khung xương này có ý thức của mình hay không nếu không còn chưa kịp dung hợp đối phương ngược lại trước bị đối phương dung hợp ý niệm khổng sư quá mạnh vị trí cụ thể vẫn chưa cảm ứng ra được, trừ khi. Ngoan nhân trần chờ một chút, có thể lại có lôi kiếp như thế lớn, thậm chí còn lớn hơn, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn áp chế lại cỗ ý niệm này, ta liền có thể thuận lợi tìm ra vị trí cụ thể của khung xương. Thánh tử điện, đầu đầu cũng có khổng sư lưu lại chữ viết, lại thêm vài vạn năm qua học sinh tôn kính triều bái, ẩn chứa ý niệm cùng tinh thần mạnh mẽ, thời điểm bình thường, bao phủ bốn phía, hắn thân là dị linh tộc, căn bản dò xét không ra cái gì. Chỉ có thiên kiếp tới, ý niệm cùng tâm ma trong lôi đỉnh đối kháng mới có thể trở nên mờ nhạt. Lôi kiếp lớn như thế. Trương Huyền lắc đầu. Có thể xuất hiện lớn như thế là bởi vì lưu trưởng lão hậu tích bạc phát, gom góp tích lũy mấy trăm năm lực lượng, lại thêm địa ngục thanh long thú cùng bạch vũ thánh y đồng thời ra tay. Nếu không, lôi kiếp động hư cảnh bình thường, không có khả năng bao trùm lên ngàn mẫu. Ta sẽ nghĩ phương pháp, đến lúc đó, người cẩn thận cảm ứng là được. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Hắn vừa vặn cũng cần lôi đình bổ sung năng lượng, tăng cao tu vi, đã có thể nhất cử lưỡng tiện, tự nhiên vui lòng đi làm. Tốt, ngoan nhân lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Cả hai thuộc về ý niệm giao lưu, chẳng qua một hai cái nháy mắt, mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy Bạch Vũ Thánh Y ở một bên tràn đầy hưng phấn nhìn qua. Trương Sư biết rõ y đạo nhiều như vậy, có hứng thú đi y sư công hội chúng ta giảng bài không? Giảng bài, chương 2641, thực lực của Dương Sư Khai. Đúng vậy, vừa vặn công hội chúng ta đang nghiên cứu một loại kịch độc đặc thù, xâm nhập trong cơ thể hơn 20 năm, cũng không thể khu trừ, liên hợp rất nhiều y sư, ý định đánh tan, nhưng vẫn không có phương pháp, người có thể giải quyết âm xương hỏa độc trong cơ thể lưu trưởng lão, nói rõ năng lực, có thể đi giảng bài, đối với toàn bộ công hội, khẳng định đều sẽ có tiến bộ không nhỏ. Bạch Phố Thánh Y vội vàng nói. Cái này, Trương Huyền mang theo trần trừ. Hiện tại ta chỉ là y sư thất tinh bình thường, ngay cả bát tinh cũng không đạt tới. Đi qua giảng bài, khẳng định sẽ có người không phục. Bất kỳ nghề nghiệp nào, cũng phải có đầy đủ năng lực, mới có thể đảm nhiệm, mặc dù hắn giải quyết âm xương hỏa độc, lại là dựa vào năng lực của thư viện, thư tịch bát tinh không có nhìn qua, bản thân dự trữ vẫn còn có chút khiếm khuyết liếc mắt liền có thể nhìn ra chứng bệnh hơn nữa thuận lợi giải quyết ta lập tức bẩm báo tổng bộ giúp ngươi xin huy chương y sư bát tinh bạch phố thánh y cười nói loại tình huống này của lão hiếu phân bộ bọn họ phái ra không biết bao nhiêu y sư nghiên cứu không biết bao lâu cũng không có kết quả vị trước mắt này một lần giải quyết đã nói rõ năng lực vậy tốt bất quá ta muốn trước đi tàng thư khố của các ngươi nhìn một chút học tập chút kiến thức trương huyền gật đầu có thể xin, liền miễn đi khảo hạch. Cái này đơn giản, xin mời đi theo ta. Thấy hắn bằng lòng, bạch Vũ thánh y thở vào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn đường. Trước khi đi, Trương Huyền quay đầu nhìn Phùng tử giật một cái. Phùng sư đệ, còn có cái gì muốn khiêu chiến không? Nếu như có, có thể tiếp tục tìm ta. Khóe miệng Phùng tử giật giật một cái, nói không ra lời. Khiêu chiến sức chiến đấu, Tu Vi vượt qua đối phương, kết quả bị đánh vô cùng thê thảm, muốn khiêu chiến giảng bài. Người ta ngay cả liêu trưởng lão cũng khóc lóc hô hào muốn bái sư, hắn cũng không thu. Trong thời gian ngắn, thật không biết khiêu chiến cái gì. Trương Huyền theo sau lưng Bạch Vũ Thánh Y, đi y sư công hội, trong tiểu viện của hắn, Tôn Cường cũng nghi ngờ nhìn về phía Trương Cửu Tiêu cách đó không xa. Phùng tử giật cùng Trương Huyền chiến đấu, bọn họ vẫn không theo tới, mà tìm người xây lại phòng xá sụp đổ. Cửu Tiêu thiếu ra, trước đó người nói, phùng tử giật cùng thiếu gia nhà ta là sư huynh đệ chẳng lẽ hắn cũng là học sinh của lão gia tôn cường nhịn không được nói vừa rồi thiếu gia vừa vào cửa hắn liền nghe đối phương nói chỉ là có chút khó tin phùng tử giật kia vừa nhìn liền rất yếu ngơ ngác ngốc ngốc lão gia làm sao có thể thu hắn làm học sinh đúng vậy phùng tử giật cũng là học sinh của dương sư nhẹ gật đầu trương cửu tiêu tràn đầy hâm mộ nếu như hắn có thể bái đối phương làm sư, trở lại trương gia, tất nhiên sẽ nhận đối đãi long trọng nhất, mà không chỉ là một bàng chi bình thường, một chút địa vị cũng không có. Ngươi, biết lão gia chúng ta là danh sư mấy tinh không? Nghe hắn xác nhận, Tôn Cường lần nữa nhìn qua, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Một đường đến nay, thực lực lão gia như theo tu vi thiếu gia tăng trưởng mà tăng trưởng, để hắn có đôi khi nghi ngờ, lão gia cũng không cường đại như tưởng tượng, hiện tại vị này đã biết, vừa vặn hỏi thăm một chút. Nếu quả như thật rất cường đại, cũng không cần cục đuôi đối nhân xử thế như vậy. Tại Thánh Tử Điện, hỏi thăm tin tức, cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Trước đó, ta cũng không rõ sự tình dương sư lắm, sau khi biết phùng tử giật, mới nghe tộc nhân nói. Con mắt trương cửu tiêu sáng lên. Tại Thanh Nguyên Đế Quốc, hắn liền nghe qua dương sư dương huyền, chỉ là loại cấp bậc này quá cao, chưa hề tiếp xúc qua, cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết, đến nơi này, Nghe người khác giới thiệu phùng tử giật, giờ mới hiểu được, thực lực cùng địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Hắn là thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, hiện nay trừ đường chủ là địa vị cao nhất, là danh sư cửu tinh chân chính, một thân thực lực sâu không lường được, so với lão tổ nhà ta cũng không kém chút nào. Có thể xưng một trong mấy người mạnh nhất đương đại. Chương 2642, Tôn Cường nổi giận thượng. 1. Tổng bộ danh sư đường, trừ đường chủ địa vị cao nhất, một trong mấy người mạnh nhất đương đại. Thân thể run rẩy, tôn cường kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên. Trước đó cho rằng lão gia là danh sư bát tinh liền tốt lắm rồi, loại thực lực này, ở thánh tử điện tốt nhất cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đừng quá mức khoa trương, dù sao, loại cấp bậc này, một chảo cả nắm lớn, đầy đất đều là. Nằm mơ đều không có nghĩ đến, lại lợi hại như thế. Thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, danh sư cửu tinh người mạnh nhất đương đại bất kể cái tên tuổi nào cũng mạnh mẽ tột đỉnh nói ra đủ có thể khiến toàn bộ thế giới chấn động hắn chỉ là môi giới nhà cửa ở thiên huyền vương quốc thế mà đạt được loại người này tán thưởng cùng tán thành trong lòng lập tức sinh ra cảm giác tự hào ánh mắt của danh sư cửu tinh siêu quần có thể vừa ý ta chỉ sợ cũng có thiên phú không muốn người biết mắt sáng lên tôn cường kích động từ trước đến nay đều cảm thấy hắn là người tầm thường, so với những người khác, cái gì cũng không tính, hiện tại biết lão gia là cường giả lợi hại như thế, giờ mới hiểu được, chỉ sợ cũng là thiên tài vạn người chưa chắc có một. Nếu không, đường đường danh sư Cửu Tinh, làm sao có thể tốt với hắn như vậy, hơn nữa ủy thác trách nhiệm để hắn chăm sóc thân truyền. Có thể được người như vậy coi trọng, là phúc phận của Trương sư, nhưng có thể được đệ tử như Trương sư, Dương sư nhất định cũng vô cùng vui vẻ dường như cảm nhận được trong lòng của hắn tự hào, trương cửu tiêu cảm khái. Người khác đều cảm thấy trương huyền tu tám đời phúc phận mới bái dương huyền làm thầy, nhưng hắn biết, thân là thiên nhận danh sư, chỉ cần công khai, tất cả danh sư của toàn bộ đại lục đều bằng lòng thu làm đồ đệ. Cảm khái xong, đột nhiên nhớ tới đối phương tra hỏi, nghi ngờ nhìn qua. Người thân là quản gia của dương sư, không biết thân phận chân chính của dương sư. Hắn không rõ ràng thì cũng thôi, đối phương đã gặp qua dương sư thế nào cũng không biết tính cách của lão gia khiêm tốn không nguyện ý hiển lộ cho nên ta cũng không hiểu rõ tình hình tôn cường nói thì ra là thế đây mới thật sự là danh sư trương cử tiêu từ đáy lòng cảm khái danh sư chân chính không vì thanh danh lợi ích hiển nhiên dương sư chính là người như vậy ở đây đã chữa trị chỉ hoàn chỉnh ta liền không ở lâu cáo từ lại trò chuyện một hồi không nói thêm lời, trương cửu tiêu xoay người rời đi. thấy hắn đi xa, nhớ tới nội dung trước đó thảo luận, ánh mắt của tôn cường không ngừng lóe sáng, nắm đấm mập mạp lần nữa nhéo một cái. trước đó thiếu gia bảo ta hỏi thăm tin tức linh thạch tuyệt phẩm, trong lòng kiêng kỵ, không có cố gắng hỏi thăm. nếu biết thân phận của lão gia, còn có gì có thể cố kỵ? cười ha ha một tiếng, thân thể mập mạp từ trên ghế đứng, vung tay áo một cái, bước nhanh ra ngoài. quản gia của đương đại đệ nhất nhân. Lão gia là danh sư Cửu Tinh, địa vị so với điện chủ của thánh tử điện cũng không kém chút nào, hỏi thăm một ít chuyện mà thôi, không tính là gì. Thời gian không dài thì đến Tín Điện, ở đây không chỉ có thể củng cố nội tâm, rèn luyện phẩm chất, thuận lợi tu luyện giả độ kiếp, còn là địa phương đủ loại tin tức truyền lại cùng giao lưu, hầu như nhiệm vụ học sinh của toàn bộ thánh tử điện đều từ nơi này tuyên bố ra. Tìm một phòng, đi tới một đại điện rộng lớn, đi vào. Trong góc phòng ngồi một thanh niên 20 tuổi, mặc hắc bào, có vẻ hơi lười biếng. Xin lấy ra thân phận lệnh bài của ngươi. Thấy hắn đi tới trước mặt, thanh niên xòe bàn tay ra. Cổ tay khẽ đảo, Tôn Cường đưa tới lệnh bài mà Trương Huyền cho hắn. Một cái tân sinh quản ra. Nhìn một cái, cười nhạo một tiếng, thanh niên tiện tay ném lệnh bài tới, mí mắt vừa nhấc. Nói đi, muốn nghe tin tức gì, thiếu ra các ngươi, mới vừa trở thành học sinh thánh tử điện, chẳng lẽ muốn tham gia thí luyện. Không ít học sinh vừa tới, đều sẽ tìm hắn mua sắm tin tức thí luyện, tìm đơn giản một chút để dễ hoàn thành. Thiếu gia của chúng ta không tham gia thí luyện. chương 2643, Tôn Cường nổi giận thượng. 2. Tôn Cường lắc đầu. Là muốn nghe tin tức, Thánh Tử Điện ở nơi nào có thể hối đoái linh thạch tuyệt phẩm, hoặc các loại linh dịch đan dược đối ứng. Linh thạch tuyệt phẩm. Thanh niên nhíu mày, ngay sau đó xua tay. Chỗ ta không có loại tin tức này, ngươi quay về đi. Không có? Tôn Cường nghi ngờ. Ta hỏi thăm tất cả địa phương của tín điện, đều nói chỉ có chỗ ngươi mới tìm được, sao có thể không có? Sở dĩ trực tiếp tới, cũng là bởi vì trước đó nghe ngóng. Những người khác hầu như không quá rõ ràng tin tức của Linh Thạch Tuyệt phẩm, chỉ có vị trước mắt này, có thể tìm tới, hơn nữa có thể hối đoái. Ta nói không có chính là không có, tiến khách. Khoát tay áo thanh niên có vẻ hơi không kiên nhẫn, đang muốn dặn dò hạ nhân, đuổi người này ra ngoài, chỉ thấy một lão giả đi tới trước mặt. Ta cần một viên linh thạch tuyệt phẩm củng cố thực lực, phiền phức giúp ta hối đoái một chút. Cổ tay khẽ đảo, lão giả lấy ra một đống khoáng thạch thưa thất cùng da lông, móng vuốt thánh thú đưa tới. Nhìn một cái, tôn cường biết không ít đồ tốt, một chút da lông, móng vuốt thánh thú lợi hại, cần làm vũ khí cùng khôi giáp, so với luyện khí sư luyện chế còn cường đại hơn, cực kỳ dị thường trưởng lão chờ. Dường như nhận ra thân phận của lão giả, hẳn là một vị trưởng lão của thánh tử điện, thanh niên vội vàng xoay người đi trở về, thời gian không dài, mang theo một cái hộp ngọc đi tới. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong linh khí bức người, một viên linh thạch khí tức sao động, lóng lánh hào quang trói sáng. Đa tả, nhìn thấy quả nhiên là một viên linh thạch tuyệt phẩm, lão giả thở phào nhẹ nhóm, cổ tay khẽ đảo thu hồi hộp ngọc, xoay người rời đi. Thấy hắn rời đi, Tôn Cường lộ ra vẻ không vui. Người không nói không biết tin tức linh thạch tuyệt phẩm sao. Sao đối phương cầm đồ vật tới, liền trực tiếp đổi. Vừa rồi vị kia là tiền trưởng lão của Thánh Tử Điện, danh sư Bát Tinh, người một quản gia của Tân Sinh, tham gia náo nhiệt cái gì. Cút sang một bên. Thanh niên hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Có ý tứ gì? Ánh mắt Tôn Cường phát lạnh. Mặc dù ta là quản gia của Tân Sinh, nhưng cũng không phải là không trả tiền, một viên linh thạch tuyệt phẩm, mặc dù chân quý, nhưng muốn mua mà nói, còn có thể mua được. Mua được, thanh niên cười nhạo, người có tư cách mua sao, linh thạch tuyệt phẩm, toàn bộ đại lục cũng cực kỳ thưa thớt, dùng một viên thiếu một viên, một cái quản gia của tân sinh, liền muốn mua sắm. Thật sự là buồn cười, linh thạch tuyệt phẩm, bởi vì số lượng quá ít, giao dịch phải nhìn thân phận, thân phận địa vị không đủ, coi như muốn mua, cũng mua không được. Bởi vậy, cho dù ở trong thánh tử điện cũng chưa từng thấy qua có người lưu thông không có tư cách người ý tứ ta không có tư cách mua sắm tôn cường sầm mặt hít mắt lại được rồi mau cút đừng ở chỗ này phiền ta nếu không có tin ta để cho người ném ngươi đi hay không thanh niên không nhịn được khoát tay áo quát ném ta đi hất ống tay áo con mắt của tôn cường lập tức híp lại trên người mang theo khí tức không thể xâm phạm hét lớn làm càn Người có biết ta là ai không? chương 2644, Tôn Cường nổi giận hạ. một Ta quản ngươi là ai? Thanh niên nhíu mày, càng thêm không kiên nhẫn. Một quản gia tân sinh, thánh tử điện có thể để ngươi đi lại là tốt lắm rồi, lại dám ở đây trang bức. Nếu không phải nơi này là địa phương danh sư tụ tập, dám nói như vậy, chỉ sợ đã ném ra, làm sao có thể mặc kệ ngông cuồng như thế. Lập tức cút đi, còn dám lằng nhằng, tin ta hạ phong lệnh cấm với ngươi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào đi vào tiến điện hay không? Bàn tay với một cái, thanh niên nhíu mày. Quản gia của hậu bối đại gia tộc, thực lực yếu nhất cũng là thánh vực lục, thất trọng, không chỉ xử lý việc vặt, còn có thể bảo vệ chủ nhân, người này ngược lại tốt, ngay cả thánh vực cũng không phải. Làm ra vẻ cái gì? Dùng loại quản gia cấp thấp này, cái gọi là thiếu gia kia, tán thành không có thế lực gì, cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, đã chậm trễ thời gian, còn dám hung hăng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hạ Phong lệnh cấm. Tôn Cường giận quá mà cười, bàn tay lớn vẫy một cái, không thèm để ý đối phương, xoay người lại đến chủ vị ngồi xuống. Bản quản gia ngồi ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại làm cho ta xem một chút, không làm được, ta sẽ xem thường ngươi. Ngươi, không nghĩ tới hắn lớn lối như thế, trực tiếp ngồi vào vị trí của lão sư, da đầu thanh niên nổ tung, mặc dù nổi giận vẫn cố nín lại, hít mắt. Người có biết bản thân đang làm cái gì không? Một gia hỏa ngay cả thánh vực cũng không phải, dám lớn lối như vậy, ngay cả cường giả thánh vực ngũ trọng như hắn cũng không để vào mắt, lá gan không tránh khỏi quá lớn đi. Ta đương nhiên biết, tôn cường cười lạnh, trong giọng nói mang theo tự tin nồng đậm. Ngược lại là ngươi, ngươi có biết, đối mặt là người nào không? Dám nói như vậy với ta hắn, ai cho ngươi lá gan? Lông mày nhíu một cái, Thanh niên hít sâu một hơi. Ngươi đến cùng là ai? Dám kiêu ngạo như vậy, nhất định có dựa dẫm cực lớn. Ở Thánh tử điện không biết bao nhiêu năm, loại nhãn lực này vẫn phải có, nếu không, sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ngươi không xứng biết ta là ai, tìm trưởng lão trưởng quản tín điện của bọn ngươi đến, hoặc là tìm Thánh tử điện quyền điện chủ đến, bọn họ ngược lại có tư cách nghe bản quản gia nói một tiếng. Ngồi tại nguyên chỗ, Tôn Cường vẫy tay mang theo hương vị cao cao tại thượng như quân vương khống chế vạn vật. Sớm biết lão ra lợi hại như vậy, cũng không cần ăn nói khép nép, như vậy mới phù hợp thân phận của hắn, phù hợp thân phận của lão ra. Tìm trưởng lão cùng quyền điện chủ. Khóe miệng thanh niên giật một cái. Lão sư, trưởng lão ở thánh tử điện phân cấp rất nhiều. Thấp nhất là chấp sự trưởng lão, bình thường đều là thánh vực thất trọng đảm nhiệm, tỉ như lưu trưởng lão, phụ trách một chút việc vặt trong điện, cùng rất nhiều chức nghiệp khảo hạch. Đi lên là người phụ trách, người quản lý công hội, tỷ như bạch phú y sư loại người này bình thường đều là thánh vực bát trọng, cao nhất là người phụ trách năm đại điện nhân nghĩa lễ trí tín cũng là năm vị trưởng lão cao nhất toàn bộ thánh tử điện. Như trước đó lễ điện triệu trưởng lão loại người này yếu nhất cũng phải có thực lực nửa bước thánh vực cửu trọng. Còn quyền điện chủ thì mạnh hơn đã đạt đến thánh vực cửu trọng. Những cường giả này xem như hắn, cho dù nhìn thấy cũng không dám nói nhiều một quản gia ngay cả thánh vực cũng chưa tới mở miệng liền muốn bọn họ đến như sai bảo hạ nhân lai lịch gì không sai lúc đầu ta muốn khiêm tốn một chút đã không biết tốt xấu ngày hôm nay nhất định phải tìm bọn hắn đến để bọn hắn giải thích cho ta một chút ai cho ngươi lá gan dám cùng ta nói lời như vậy tôn cường càng nói càng tức cái ngoạn ý gì đây ta là ai quản gia của một trong mấy người mạnh nhất đừng nói ngươi coi như đại diện đường chủ của tổng bộ danh sư đường, thấy hẳn cũng hòa hòa khí khí, không dám đắc tội, một gia hỏa thánh vực ngũ trọng, giống như sâu kiến, phách lối như vậy. Gan chó thật lớn. Cái này, thấy đối phương lực lượng mười phần, nắm giữ dựa dẫm rất lớn, thanh niên cũng mơ hồ đoán thân phận, đang không biết trả lời như thế nào, liền thấy một lão giả đi tới, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới trước mặt. Lão sư, đúng là lão sư hắn, người phụ trách tín điện, cát hùng, cát trưởng lão. Hắn đã không xử lý được, thì giao chuyện này cho lão sư xử lý, có lẽ hắn có thể quen biết vị này, biết lai lịch, liền không đến mức bị động như thế. Chuyện gì xảy ra? chương 2645, Tôn Cường nổi giận hạ. 2. Thấy có người ngồi ở vị trí của hắn, Cát trưởng lão nhíu mày. Người chính là Cát Hùng. Thanh niên còn chưa kịp trả lời, Tôn Cường nhìn lại, vẻ mặt âm trầm như băng. Dạy đồ đệ thật tốt, còn không lập tức tới, nói xin lỗi ta. Người phụ trách tín điện, Cát Hùng trưởng lão, hắn đã sớm nghe nói qua, cũng xa xa gặp qua một lần, lúc này vừa thấy, lập tức nhận ra được. Xin lỗi. Sừng sốt một chút, chân mày các trưởng lão nhíu chặt hơn. Một gia hỏa ngay cả thánh vực cũng không phải, tự nhiên ngồi ở phía trên, để hắn nửa bước thánh vực cửu trọng xin lỗi, không nghe lầm chứ. Thằng này từ nơi nào xuất hiện? Không sai, Người học sinh này của ngươi, ngang nhiên muốn đuổi ta ra ngoài, còn muốn hạ phong lệnh cấm với ta, đại nghịch bất đạo, xin lỗi, đã là xử phạt nhẹ nhất ta có thể nghĩ tới, nếu không, có tin ta lập tức đổi vị trí trưởng lão của ngươi hay không? Tôn Cường híp mắt lại, hừ lạnh. Thánh tử điện, người muốn tiếp nhận vị trí của ngươi, còn nhiều, rất nhiều, không kém một vị như ngươi. Đổi ta? Không hiểu ra sao, các trưởng lão cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa tràn đầy hiếu kỳ thằng này là ai cái này cái dễ hành nào a à? coi như thay mặt viện trưởng cũng không có tư cách nói đổi hắn liền đổi hắn từ nơi nào xuất hiện khí thế như vậy có quyết đoán như vậy lão sư cũng không nhận ra thanh niên ngẩn ngơ còn tưởng lão sư kiến thức rộng rãi biết được người này không nghĩ tới cũng không hiểu ra sao ta xem qua lệnh bài thân phận là quản gia một vị tân sinh năm nay mới tới Dừng lại một chút, thanh niên hạ giọng. Quản gia tân sinh. Các trưởng lão tức sạm mặt lại. Hiện tại quản gia tân sinh cũng phách lối như vậy sao? Còn muốn bản thân xin lỗi, còn đổi đi một vị trưởng lão chủ sự. Ta truyền thụ học sinh, mặc dù có địa phương bất thường, cũng có thánh tử điện chỉ ra chỗ sai, không cần các hạ phí tâm, ngược lại là các hạ, đến cùng có thân phận gì, ở đây ngang nhiên để một vị nửa bước thánh vực cửu trọng xin lỗi. Mang theo không vui, các trưởng lão khẽ nói. Thân là danh sư đỉnh phong, mặc dù tức giận, nhưng cũng có thể áp chế lại cảm xúc, không đến mức thất lễ. Nếu không, há cho phép một gia hỏa nhỏ yếu như vậy, ở trước mặt mình càn quấy. Thân phận gì? Tôn cường nhíu mày, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi tới trước mặt, ánh mắt lộ ra tự hào nồng đậm. Người muốn biết, nói cho người cũng không sao, thiếu gia của tại hạ, là tân sinh khóa này, Trương Huyền. Trương Huyền Cát trưởng lão cao mày. Cái tên này ở điện đường khác huyền náo động tĩnh rất lớn, nhưng ở chỗ hắn, nghe cũng không có nghe qua. Không sai, nói đến thiếu gia nhà chúng ta, khả năng nghe qua không nhiều, nhưng mà lão gia chúng ta, ngươi hẳn phải biết. Hừ một tiếng, Tôn Cường mang theo cao cao tại thượng. Tổng bộ danh sư đường, Dương sư, Dương Huyền. Chương 2646, người giả mạo. 1. Dương Huyền, ngươi là quản gia của Dương Sư. Các trưởng lão xứng sờ, sau đó biến sắc. Dương Huyền Thân là đệ nhất thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, tự nhiên nghe nói qua tin đồn, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị này lại là quản gia của hắn. Khó trách dám lớn lối cùng tùy tiện như vậy, trước cửa tể tướng thất phẩm quan, đối phương đại biểu là uy nghiêm của một vị danh sư đỉnh phong. Phải, từng bước một đi ra, trên mặt tôn cường mang theo vẻ kiêu ngạo. Dương sư hành tung phiêu hốt, Coi như tổng bộ danh sư đường, cũng không biết tung tích cụ thể của hắn, người nói là quản gia của hắn, có bằng chứng không? Sau khi hết khiếp sợ, lông mày các trưởng lão nhân lại. Không phải hắn không tin đối phương, mà là thực lực quá thấp. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, ngay cả thánh vực cũng không phải, liền nói bản thân là quản gia của dương sư, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Khâu ngô cổ thánh thân là tôi tớ của khổng sư, thực lực cũng có một không hai thiên hạ muốn một quản gia như vậy, cũng không lấy ra được A Hát. Dù sao, loại người như Dương Sư, thật muốn tuyển vào ra, coi như danh sư cửu tinh, cũng khó mà cử tuyệt, thế nào chọn một ngốc hàng ngay cả thánh vực cũng không đến. Hơn nữa thoạt nhìn, một bộ không thông minh, nhưng lấy nhãn lực của hắn, có thể rõ ràng nhìn ra, đối phương nói chân tâm thật ý, không có nói dối, nguyên nhân chính là như vậy, mới cảm thấy kỳ lạ. Làm càn, sầm mặt lại, tôn cường hít mắt lại, người đây là nghi ngờ ta, hay nghi ngờ Dương Sư? Dương Sư ta tự nhiên không dám nghi ngờ. Các trưởng lão lắc đầu. Bất quá, thân là quản gia của danh Sư Cửu Tinh, trên người đều sẽ có chúc phúc của hắn, thuận tiện, để cho ta nhìn một chút, nếu thật, lập tức để nhiệt đồ xin lỗi ngươi. Nếu không, giả mạo quản gia của danh Sư Cửu Tinh, ngang nhiên sỉ nhục trưởng lão lễ điện, hai tội danh này, chết một trăm lần cũng không đủ. Thánh tử điện là thế lực thuộc hạ của danh sư đường, Thái thượng trưởng lão ở tổng bộ tự nhiên không dám nghi ngờ, chỉ là vị trước mắt này thực sự không tin được. Gia hỏa hắn cũng trướng mắt, Dương sư mời làm quản gia, thế nào cảm giác cũng không chân thực. Chúc phúc, tôn cường sướng sờ, hắn cùng lão gia gặp qua rất nhiều lần, nhưng chưa hề đề cập qua loại chuyện này a à hát. Loại thực lực như Dương sư, cao thâm khó dò, tùy tiện ban tặng một đạo chân khí, cũng có thể có chỗ tốt cùng uy lực không tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi thật sự là quản gia của hắn, tất nhiên sẽ lưu lại ý niệm ở trong cơ thể ngươi, nếu không, loại thực lực này rất dễ dàng bị giết, làm sao có thể làm việc." Cát trưởng lão giải thích nói. "Quản gia thay danh sư xử lý việc vặt, người sau tự nhiên cũng phải cho chút mặt mũi cùng năng lực tự vệ nhất định, dưới tình huống bình thường, hạ nhân của danh sư đỉnh phong đều sẽ có chúc phúc, bảo đảm tính mạng không bị xâm hại, nếu vị trước mắt này là quản gia của Dương sư, khẳng định cũng sẽ có loại vật này." Nếu không, còn không có làm việc, người chết trước, đối với mặt mũi của Dương Sư, cũng là một loại hao tổn. Ta, lão gia tự nhiên cũng cho ta chúc phúc. Ra mặt tôn cường co lại, khẽ nói. Chỉ là, hắn chúc phúc há có thể tùy tiện đưa cho người khác nhìn. Ngộ nhỡ hù dọa ngươi, không chịu nổi thì làm sao bây giờ? Lão gia không cho hắn chúc phúc, nhưng mà, hiện tại đã ngồi lên lưng ngựa, không có cách nào xuống, chỉ có thể kiên trì nói đã cho dù sao chỉ cần không lấy ra, nên không có việc gì. Chỉ cần có chúc phúc là được, không cần lấy ra. Cát trưởng lão cười cười. Loại cấp bậc danh sư như dương sư, bất kể thân phận hay địa vị, đều vượt xa danh sư bình thường. Chỉ cần ngươi đi với ta tới phong sư điện, dùng trận pháp đặc thù chiếu xạ, liền có thể lập tức điều tra rõ thật giả. Phong sư điện. Ra mặt tôn cường run rẩy. Trường 2647, Ngươi giả mạo. 2. Mặc dù không phải danh sư, nhưng các danh sư đường cũng đi qua không ít, biết địa vị của cái điện này ở trong lòng danh sư, ẩn chứa vô số ý niệm của tiền bối, bất kỳ yêu ma quỷ quái gì cũng không thể ẩn nấp. Trên người hắn không có lão gia chúc phúc, thật muốn đi qua nhất định sẽ để lộ. Đi phong sư điện cũng không có gì, chỉ bất quá làm như vậy, sẽ quấy nhiều ý niệm tổ tiên, vô cùng phiền phức, lão gia nhà ta một mực chỉ bảo ta, sự tình có thể tự mình giải quyết, đừng đi phiền phức người khác. Nếu không Lão gia nhà ta biết, nhất định sẽ trách phạt. Khoát tay áo, Tôn Cường mặt không đỏ, hơi không gấp, một bộ nghĩa chính ngôn từ. Lúc trước bán phòng ở, lừa dối đủ kiểu, sớm đã rèn luyện ra bản lĩnh nói dối, mặt không đổi sắc. Không phiền phức, việc quan hệ danh dự một vị danh sư cửu tinh, không thể qua loa, nếu không, hiện tại ta liền bẩm báo chuyện này đến tổng bộ danh sư đường, để bọn hắn phái người tới xác nhận, tin tưởng bọn họ có đủ thủ đoạn cùng năng lực. Có thể trả lại ngươi một cái thân phận chân thật, không để ta khó xử như thế. Cát trưởng lão tiếp tục nói. Nếu như nói trước đó cảm thấy đối phương cực kỳ tự tin, không có quá nhiều nghi ngờ, mà bây giờ ra sức khước từ, ngược lại cảm thấy có chút không đúng. Mời quản gia của Dương Sư đến phong sư điện. Nói xong, cũng không chờ đối phương tiếp tục phản bác, quay đầu dặn dò. Vâng, thanh niên lên tiếng, thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt, lòng bàn tay lực lượng bao phủ trong chốc lát, tôn cường tựa như bị xích sắt khóa lại, không di chuyển được chút nào. Hắn ngay cả thánh vực cũng không có đạt tới, ở trước mặt đối phương, cái gì cũng không bằng. Tôn quản gia, xin mời. Nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng thanh niên nâng lên. Ta, không nghĩ tới hỏi thăm tin tức linh thạch tuyệt phẩm, lại nhận đãi ngộ như thế, tôn cường tức đến khuôn mặt đỏ lên, cả người sắp bùng nổ. Các ngươi giam cầm quản gia của một vị danh sư đỉnh phong, bị lão ra nhà ta biết, kết quả gánh chịu nổi sao. Giam cầm, ngươi nói sai, chúng ta chỉ là muốn dẫn ngươi chứng minh thân phận mà thôi, tuân theo nghiêm cẩn của danh sư, coi như dương sư biết, hẳn là cũng sẽ không nói nhiều. Các trưởng lão khoát tay áo, bước nhanh ra ngoài. Thanh niên áp lấy tôn cường theo sát, thời gian không dài, liền đến một điện đường rộng lớn. Trong phòng bày biện một mảng lớn bài vị, là các đời tiên hiền của thánh tử điện lưu lại, chính giữa, tượng khổng sư đứng sừng sững, hai mắt nhìn lên bầu trời, mang theo ý trách trời thương dân. Bên cạnh, đồng dạng xếp đặt một loạt tượng, hàng đầu hai mắt nhắm nghiền, chính là người sáng lập thánh tử điện, bốc thương cổ thánh. Theo sát ở bên cạnh chính là khôi thánh, một bên khác, đời điện chủ thứ hai, thứ ba. Tượng những điện chủ này rõ ràng thấp hơn khổng sư một đoạn dài, phảng phất như lắng nghe lời dạy dỗ, lĩnh ngộ đại đạo vô thượng. Đây là phong sư điện, nếu như ngươi có dương sư chúc phúc, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Tiến vào bên trong, các trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vung lên. Rầm. Vô số đạo ánh sáng từ trên rất nhiều bài vị cùng trong pho tượng bắn tới, rơi vào trên người Tôn Cường, bao phủ hắn ở bên trong, phảng phất như muốn dò xét có danh sư lưu lại thủ đoạn hay không. Hô. Quang mang biến mất. Không có chúc phúc, quả nhiên là ăn nói bừa bãi. Ánh mắt sáng lên, thanh niên hét lớn một tiếng hư giả mạo quản gia của dương sư người thật to gan vẻ mặt của các trưởng lão cũng trầm xuống ánh mắt như điện tạch tạch lời còn chưa dứt đột nhiên một cái bài vị giòn vang nổ tung ngay sau đó thanh âm như mưa to vang lên vô số bài vị giống như pháo nổ nhào nhào nứt ra sợ cái khác vỡ trước tranh nhau chen lấn trong lúc nhất thời cả điện mảnh vụn phiến gỗ bay loạn chương 2648, quyền điện chủ xuất hiện một. Cái này, các trưởng lão cùng thanh niên xứng sở tại nguyên chỗ, tất cả đều há miệng, triệt để bối rối. Cục diện trước mắt, đã vượt ra khỏi phạm trù bọn họ tưởng tượng. Nếu như trong cơ thể tôn cường này, nắm giữ dương sư lưu lại chúc phúc, chỉ cần khi còn sống thực lực không cao hơn người sau, bài vị sẽ giống như công nhận danh sư, ngã xuống, chứng tỏ tôn trọng đối với cường giả. Thực lực của Dương Sư, bọn họ biết trong tiên hiền của thánh tử điện có thể vượt qua số lượng không nhiều tình huống bình thường sẽ ngã xuống hơn phân nửa chỉ còn lại có các đời điện chủ cùng số ít cường giả đứng vững nhưng hiện tại không có ngã xuống ngược lại trực tiếp nổ nát đến cùng xảy ra chuyện gì vội vàng nhìn ra phía trước chỉ thấy rất nhiều bài vị giống như thấy được chuyện quỷ dị gì tốc độ nổ tung càng lúc càng nhanh mấy tức công phu toàn bộ biến thành bột phấn một cái cũng không còn lại May mắn, tượng điện chủ vẫn còn ở đó. Thấy tượng đám người khôi thánh vẫn còn, các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thánh tử điện không có toàn quân bị diệt, lời còn chưa dứt, lần nữa nghe được. Tạch tạch, tạch tạch. Ngay sau đó liền thấy, tượng vị điện chủ thứ 9 xuất hiện vết rách, sau đó càng lúc càng lớn, một cái hô hấp, liền bại liệt ở trên mặt đất. Ngay sau đó, vị điện chủ thứ 8, vị điện chủ thứ 7. Ngay cả bốc thương cổ thánh cũng không giữ vững được, vỡ thành hai nửa, chỉ còn lại có Khổng Sư yên tĩnh đứng ở nguyên chỗ. Không ngừng lắc lư, các trưởng lão cùng thanh niên sững sờ. Các đời điện chủ của Thánh Tử Điện, mỗi một vị đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ ít có, bất kể thực lực hay kiến thức, so với Thái thượng trưởng lão ở tổng bộ Danh Sư Đường, chỉ mạnh không yếu. Đặc biệt là Bốc Thương Cổ Thánh, thân là Khổng Sư thân truyền, một thân tu vi khoáng tuyệt cổ kim, tổng bộ Danh Sư Đường, các đời hội trưởng đều không có một cái đạt tới làm sao có thể công nhận dương sư công nhận đến mình cũng bể nát dương sư lúc nào đạt tới loại cảnh giới này nếu thực như thế thân là người của thánh tử điện khẳng định sẽ biết không chỉ bọn họ bối rối ngay cả tôn cường cũng mê hoặc vốn cho rằng lần này nhất định để lộ vô cùng xui xẻo nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy lão gia không có lưu lại chúc phúc ở trong cơ thể hắn nhưng thiếu gia lại lưu mấy đạo chân khí, để thời điểm hắn gặp nguy hiểm bảo vệ tính mạng. Vốn cho rằng không có tác dụng gì, liền tùy tiện vận chuyển một chút, ai ngờ có thể để cho nhiều bài vị tranh đoạt bùng nổ như vậy. Hình như thấy được nhân vật sùng bái, không dám chống lại. Quá quỷ dị đi. Ngươi đang nghi ngờ, chỉ thấy các trưởng lão nhìn lại, dường như không biết nên nói cái gì. Có thể tin tưởng ta hiện tại là quản gia của Dương sư chưa? thấy đối phương chấn kinh, tôn cường thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được nói. Cái này, các trưởng lão máy móc lên tiếng, đang muốn gật đầu, lần nữa nghe được thanh âm tạch tạch vang lên, liền thấy tượng khổng sư trước mắt, hai tay tụ lại, dùng lễ tiết ngang hàng. Dầm, ngay sau đó, tượng cũng xuất hiện vết rách, vỡ vụn tại chỗ, ngay sau đó toàn bộ phong sư điện không ngừng lắc lư, bụi đất tung bay, từng khối kiến trúc, khối lớn khối lớn chóc ra. Âm âm. Không đến hai cái hô hấp, liền sụp xuống, biến thành một đống phế tích. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão cùng thanh niên nhìn nhau, từng cái mặt mũi phát điên. Chỉ mang người này tới, xác nhận xem có Dương Sư lưu lại chúc phúc hay không, nằm mơ cũng không nghĩ đến, toàn bộ phong sư điện liền hủy. Tất cả ý niệm tổ tiên ẩn chứa ở đây, dưới tình huống bình thường, cho dù là ngoại địch xâm lấn, dị linh tộc quy mô tấn công, muốn hủy đi cũng rất khó chỉ khảo nghiệm một chút, liền biến thành bộ dáng như thế. Ngươi là phá hư vương sao? Chuyện gì xảy ra? Chương 2649, quyền điện chủ xuất hiện hai Mới từ trong phế tích chui ra ngoài, liền nghe một tiếng hỏi thăm, vài bóng người vội vã bay tới, một vị lão giả đi đầu, thân thể không ngừng run rẩy, bờ môi co giật, dường như cũng không dám tin tưởng. Chính là quyền điện chủ của Thánh tử điện năm tại, Chiêm Thiên Nhận, Chiêm sư. Chiêm sư nhìn thấy quyền điện chủ tự mình tới các trưởng lão vội vàng ôm quyền nói rõ chi tiết sự tình vừa rồi một lần đo lường có chúc phúc hay không tượng khổng sư hành lễ bài vị khác trực tiếp vỡ vụn chiêm sư cùng tất cả trưởng lão ở trên không biểu lộ quái lạ có thể để cho khổng sư hành lễ người đùa giỡn sao trên thế giới này còn có người nào có thể chịu được lễ tiết ngang hàng của vạn thế chi sư ta nói chính xác trăm phần trăm không tin có thể chữa trị tốt phong sư điện lại để cho hắn đi thí nghiệm. Thấy vẻ mặt của mọi người, các trưởng lão vội vàng nói. Phong sư điện dính dáng vô số ý niệm của tiền bối, hủy hoại muốn chữa trị, không có thời gian nửa năm, rất khó hoàn thành. Lắc đầu, lông mày chiêm sư như một lai năm. Như vậy đi, chúng ta tự bế tu vi, sử dụng thủ đoạn đo lường, tiến hành dò xét hắn, thuận tiện tra rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thực lực của bọn hắn cũng không yếu hơn tổ tiên, sử dụng thủ đoạn đồng dạng mà nói, đồng dạng có thể đo lường ra, trong cơ thể đối phương có chúc phúc hay không, vừa vặn cũng có thể làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng tốt, các trưởng lão gật đầu. Bắt đầu đi, chiêm sư dặn dò một tiếng, mấy vị trưởng lão còn lại bao quanh tôn cường, bàn tay đồng thời đưa ra, một đạo lực lượng đặc thù bao phủ hắn ở bên trong. Âm âm, quang mang từ trên người bọn hắn bắn ra, giống như trước đó, ở chung quanh tôn cường tạo thành vòng sáng chỉ có thể tiếp tục vận chuyển chân khí thiếu ra lưu lại. Thấy mọi người còn muốn đo lường, Tôn Cường bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa vận chuyển chân khí thiếu ra lưu lại. Lạch cạch, liền nghe một tiếng vang, ngay sau đó nhìn thấy một vị trưởng lão thẳng tắp từ không trung rớt xuống, giống như thấy được sự tình hoảng sợ gì, bại liệt như bùn. Quay đầu nhìn về phía một cái khác, đùng chít chít, vị trưởng lão này cũng rớt xuống. Cái này, Tôn Cường gãi đầu, quay đầu nhìn về phía vị thứ ba. Hô hô hô, kèm theo ánh mắt của hắn liếc nhìn, tất cả trưởng lão trên không đều không ngừng rơi xuống, thời gian nháy mắt, cũng chỉ còn lại có chiêm sư. Ngươi, thấy hắn quay đầu tới, chiêm sư dọa đến kìm lòng không được rụt lại, vừa định nói chuyện, ngay sau đó thật giống như một thân ảnh vĩ đại bất ngờ xuất hiện ở trước mắt, như che chắn thiên địa, lại như bản thân là thiên địa, đại biểu thiên đạo uy nghiêm. Lạch cạch, trong lòng chấn kinh, Chân khí đình trệ xuống không cách nào vận chuyển, cũng từ không trung thẳng tắp rơi xuống dưới, đầu cắm trên mặt đất, mặt mũi bụi bặm. Nhìn quyền điện chủ cùng rất nhiều trưởng lão thực lực tương đồng, tất cả đều từ không trung té xuống, hàm răng của các trưởng lão phát run, không biết nên nói cái gì. Chân khí của thiếu gia có tác dụng như thế. Mọi người khiếp sợ tột đỉnh, con mắt của Tôn Cường thì sáng lên, tràn đầy hưng phấn lần nữa vận chuyển chân khí thiếu gia lưu tại trong cơ thể ngay sau đó liền thấy đám người chiêm sư nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, vận chuyển một lần, run rẩy một lần, thú vị không nói ra được. Chương 2650, thật giả quản gia thượng. Một, Qua thật lâu, Tôn Cường ngừng lại, tràn đầy lưu luyến không rời. Cũng không phải không muốn thí nghiệm, mà là thiếu gia lưu tại chân khí trong cơ thể, vốn cũng không nhiều, không thể chỉ thí nghiệm loại chuyện nhỏ nhặt này, còn phải lưu một chút bảo vệ tính mạng. Hô hô, bên này dừng lại đám người chiêm sư lần nữa bay lên nhìn về người béo trước mắt lộ ra vẻ kinh hãi loại thủ đoạn đo lường này cần phong bế tu vi như rất nhiều tiên tổ chết đi dùng ý niệm cảm giác dựa theo tình huống bình thường chỉ cần người lưu lại chúc phúc thực lực không phải vượt quá xa bọn họ nhiều nhất cảm thấy bội phục muốn để bọn hắn cứng ngắc thân thể từ không trung rơi xuống tuyệt đối không thể nào làm được nhưng bây giờ thật sự phát sinh các ngươi nhìn thấy cái gì sụt cổ một cái một vị trưởng lão thấp giọng hỏi một cái bóng lưng đỉnh thiên lập địa quán triệt thiên địa như là thiên đảo một trưởng lão khác nói ta nhìn thấy cũng thế chẳng lẽ dương sư đã đạt tới loại thực lực này đồng thời nuốt ngụm nước bọt mọi người đều hít khí lạnh thực lực phải đạt tới cảnh giới gì lưu lại chúc phúc mới có uy lực như thế dương sư cùng lão tổ của tam đại gia tộc quan hệ không tệ đặc biệt là trương gia, lạc gia. Sở dĩ thông gia, chính là bởi vì hắn làm người mai mối. Thực lực ở rất nhiều năm trước, cũng đã vượt qua thánh vực cửu trọng, đạt đến tình trạng quỷ thần khó lường. Hơn nữa, hắn đối với linh hồn cùng huyết mạch, có cảm ngộ rất sâu, gọi là đương đại thứ nhất cũng không quá đáng. Chiêm sư chậm rãi lắc đầu. Có thể để cho phong sư điện biến thành như vậy, chúng ta không có bất kỳ lực lượng gì chống lại. Trừ hắn, thực sự nghĩ không ra những người khác. Đối với vị thái thượng trưởng lão thần long thấy đầu mà không thấy đuôi này, những người khác biết không nhiều, nhưng hắn thân là thánh tử điện quyền điện chủ, vẫn biết không ít, thực lực sớm đã đạt đến cảnh giới hắn cũng không thể phỏng đoán. Trừ vị này, thật nghĩ không ra người khác, ai còn có thể để cho bọn họ không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Nói như vậy, hắn đích xác là quản gia của Dương Sư. Thân thể các trưởng lão cứng đờ. Tám chín phần người là thật chiêm sư khoát tay áo tràn đầy không vui dương sư địa vị kính trọng thân là quản gia có chút ngạo khí là cực kỳ bình thường nếu không uy nghiêm của danh sư ở đâu nghi ngờ đối phương chuyên môn bắt đến phong sư điện đo lường cũng khó trách mất hứng cả phong sư điện đều biến thành như vậy các trưởng lão người gây họa rồi vẫn là suy nghĩ xin lỗi thế nào đi quản gia như của dương sư cũng dám tùy tiện giả mạo chỉ cần hơi có chút đầu óc thì hẳn rõ ràng, tội danh giả mạo có bao lớn, ngươi hết lần này tới lần khác nghi ngờ, hiện tại tốt rồi, toàn bộ phong sư điện bị hủy, thánh tử điện vài vạn năm tôn nghiêm, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vâng, các trưởng lão cười khổ, cắn răng một cái, cất bước đi tới trước mặt tôn cường, chỉ thấy người sau giường như biết thực lực của mình, hai tay chắp sau lưng, mặt mũi ngạo nghế. Thế nào, có thể xác nhận thân phận của ta hay không? Vâng, các trưởng lão gật đầu. Hừ, Học sinh của ngươi, muốn ném ta ra, ngươi càng bảo hắn bắt ta tới, chuyện này làm sao bây giờ? Bàn tay lớn vẫy một cái, Tôn Cường nâng đầu lâu lên. May mắn thiếu gia cũng lưu lại một đạo chân khí, nếu không, ngày hôm nay khẳng định sẽ xấu hổ. Đương nhiên, chân khí của thiếu gia khẳng định không có lợi hại như vậy, hắn thấy, sở dĩ có uy lực này, nhất định là lão gia còn để lại thủ đoạn gì mà hắn không biết. Đường Đường quản gia của Đường đại đệ nhất nhân địa vị kính trọng, thế mà bị một tiểu nhân vật khó xử. Càng nghĩ càng giận. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 114.